Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 168. Không ai phát hiện nụ cười quỷ dị trên mặt Lạc Dương, vì cuối cùng mọi người cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công rời khỏi ma thành. Khoảnh khắc nhìn thấy tiên đan thành hiện ra ngay trước mắt, tâm trí mọi người đã sớm bị cuốn theo, tới cả Dương Bách Xuyên cũng không phải ngoại lệ. Sau đó, mọi người nghe thấy Lạc Dương hô lớn, chuẩn bị đưa tất cả ra ngoài. Trận pháp trong đại điện tỏa ra hào quang chói lòa. Phụt phụt phụt. Tất cả mọi người trong trận pháp lần lượt biến mất, hiển nhiên đã được dịch chuyển ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện trên mặt Lạc Dương đứng đối diện mình hiển lộ ý cười sâu xa, người trong trận pháp cũng mất tăm mất tích, chỉ còn lại một mình hẳn. Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Lạc Dương, con, Dương Bách Xuyên đờ đẫn mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói hết một câu đã dừng lại, bởi hắn nhìn thấy hai mắt Lạc Dương đã biến thành màu đỏ rực. Mẹ kiếp! Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra mọi chuyện, chẳng biết từ lúc nào mà Lạc Dương đã bị ý thức của ma thần chiếm trọn tâm trí. Trước đó, chim thần ma từng nói cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát cơ thể giữa ý thức ma thần và Lạc Dương xảy ra một cách ngẫu nhiên, không theo quy luật và không có dấu hiệu báo trước. Thế nên hắn luôn đề phòng Lạc Dương, hay đúng hơn là đề phòng ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương, thật không ngờ cuối cùng vẫn là sơ suất. Sự thù hận của ý thức ma thần dành cho hắn vô cùng lớn, tới chim thần ma còn dặn hắn nhớ cẩn thận một chút. Nhưng thế này thì biết cẩn thận kiểu gì? Từ khi Lạc Dương tỉnh lại, lúc nào hắn cũng ở trong trạng thái cảnh giác, đến tận ban nãy, chỉ thiếu chút nữa thôi. Vậy mà cuối cùng vẫn sơ sẩy, có điều, cũng không thể trách hắn được. Rõ ràng hắn đã đề phòng suốt chặng đường rồi, mãi tới khi nhìn thấy tiên đan thành, hắn mới thoáng thả lỏng cảnh giác một xíu. Với cả lúc đó ai cũng lơi lỏng hết chứ đâu chỉ mình hắn chỉ là một con người, ngay lúc sắp phải táng thân ại thành phố ma tộc lại thấy được đường về tiên đan thành, đổi thành người khác thì cũng sẽ buông lỏng thôi. Quan trọng nhất là trước đó hắn không hề phát hiện Lạc Dương có biểu hiện gì bất thường cả, ai mà ngờ nàng ta lại nhân ngay lúc này để thay đổi chứ. Mà cũng có thể thật ra nàng ta đã sớm bị ý thức ma thần giành mất quyền chủ đạo, chẳng qua là giả vờ quá giống nên mới không bị phát hiện. Vừa thấy cặp mắt đỏ ngầu của Lạc Dương, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Dương Bách Xuyên không phải là bay thẳng lên trời, mà là lấy trứng côn bằng ra. Hắn biết không gian trong quan tài máu chính là sân nhà của ý thức ma thần, chỉ cần ý thức ma thần muốn. Cánh cửa thông với bên ngoài sẽ lập tức đóng lại, nên chắc chắn hắn không thể nào bay ra được, huống hồ chỉ là cửa ra trận pháp, nếu nàng ta đã không cho mình ra, kiểu gì mình cũng ra không nổi. Như vậy chỉ bằng tự tìm cách bảo vệ mình, có trứng côn bằng ở đây, hắn vẫn còn cơ hội kiềm chế ý thức ma thần. Nghe tiếng hét của Tuyết Hương, mọi người mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn, lúc phát hiện Dương Bách Xuyên không có mặt ở đây, quan tài máu cũng đóng sầm lại, kế tiếp, xung quanh lóe lên ánh sáng màu đỏ. Không gian như bị bóp méo, ngay giây sau, cỗ quan tài biến mất không còn chút dấu vết. Sư tôn, đại tông sư. Bấy giờ, dù mọi người có ngốc tới cỡ nào cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, ý thức ma thần đã nắm được quyền điều khiển cơ thể Lạc Dương, thế là thẳng tay nhốt Dương Bách Xuyên lại trong quan tài máu, còn dùng chiêu xuyên qua không gian để chạy trốn. Suy đoán này khiến mặt mày tất cả mọi người biến sắc. Dương Bách Xuyên bị ma thần mang đi, hơn nữa còn ở trong quan tài máu. Nơi có thể xem là sân nhà của ý thức ma thần, điều này sẽ dẫn tới hệ quả gì? Nhóm Dương Bách Xuyên trố mắt nhìn nhau, thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng. Tuyết Hương thấy quan tài máu biến mất ngay trước mắt, lập tức ngửa mặt lên trời, thét to một tiếng, sau đó hóa thành bản thể, bay vụt lên cao. Nàng ấy muốn đuổi theo cỗ quan tài kia, đúng hơn là đuổi theo cứu Dương Bách Xuyên, vì nàng ấy không hề muốn Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Hiện trứng côn bằng vẫn còn nằm trong tay Dương Bách Xuyên. Vì vậy dù thế nào đi nữa Dương Bách Xuyên cũng sẽ bình an vô sự thôi, chắc chắn là vậy. Mặc dù quan tài máu xuyên qua không gian chạy trốn, nhưng nhờ cảm ứng giữa mình với Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương có thể xác định được đại khái phương hướng, không cần biết liệu có đuổi kịp, có tìm được người hay không, họ vẫn sẽ đuổi theo. Sư mẫu, chờ con với. Mông Điềm cũng hoàn hồn, vội hóa thành một vệt sáng chạy theo sau Tuyết Hương. Lúc này chỉ còn lại bốn người Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang, Diêu Bất Ngôn. Hình Nguyên Minh tròn mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng đuổi theo đi. Bảo Thuận Quang là người hầu của Dương Bách Xuyên, nên bây giờ cũng rất sốt ruột. Nhưng lại bị Đinh Hòa Bình ngăn cản, lão bảo đừng vội, không cần mù quáng đuổi theo, cỗ quan tài máu kia đã xuyên qua không gian, chúng ta không thể nào bắt kịp đâu. Huống hồ chi đã có Tuyết Hương cô nương và Mông Điểm bám theo, tốt nhất ngươi đừng quá hấp tấp, chuyện đã đến nước này, tốt nhất là hãy mau chóng quay về lại Tiên Minh. Thứ nhất là báo cáo lại chuyện của Lạc Dương đại nhân cho tổng bộ, thứ
thứ hai chúng ta có thể phân chia nhau đi huy động đệ tử của tiên minh, lấy tiên đan thành làm trung tâm, tản ra tìm kiếm tung tích đại tông sư, đó mới là kế sách phù hợp nhất hiện tại. Rất đúng, ta đồng ý với kế hoạch này của lão Đinh. Diêu Bất Ngôn cũng mở miệng nói. Trong mắt Hình Uyên minh lóe lên tia sáng, chuyến này được Dương đạo hữu quan tâm săn sóc nhiều, sau khi trở về, người của Điện Ma Đan bọn ta nhất định cũng sẽ góp một phần sức lực tìm kiếm Dương đạo hữu. Vậy xin cảm ơn Hình điện chủ, Đinh Hòa Bình khách sáo đáp. Bảo Thuận Quang cũng cảm thấy những lời Đinh Hòa Bình nói rất có, gật đầu thúc giục, nếu thế chúng ta hãy mau mau quay về Tiên Minh đi. Lúc này, trong quan tài máu, hai tay Dương Bách Xuyên ôm chặt trứng côn bằng, kéo giãn khoảng cách, rằng co với Lạc Dương, hay đúng hơn là ý thức ma thần trong người Lạc Dương. Ha ha, nhãi danh, thức thời thì mau bó tay chịu trói đi, bản đại thần sẽ cho. Ngươi biết thế nào là thống khổ. Đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Dương nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm, giọng điệu vô cùng ngoan độc. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Lúc đối diện với ý thức ma thần trong người Lạc Dương, hắn khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, dù sao kẻ trước mặt hắn đây cũng là một ma thần. Chỉ là sức mạnh có thể thua nhưng khí thế thì không. Vừa nghe ý thức ma thần buông lời đe dọa, hắn cả gan hừ nhẹ đáp trả, người có bản lĩnh thì cứ việc xông tới, lần này ông đây sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán luôn. Hắn biết lý do tên ma đầu không ra tay với mình là vì kiêng dè trứng côn bằng. Trong tay hắn, bằng không hẳn đã sớm ra tay chứ không phải đứng đây đe dọa bằng miệng. Ý thức ma thần cay độc đáp, chỗ này là địa bàn của bản đại thần, quyền sinh sát nằm cả trong tay ta, ngươi tưởng chỉ cần có trứng côn bằng trong tay thì bản đại thần sẽ không làm gì được ngươi ư. Nhãi danh, ngươi dám phá hư chuyện tốt của bản đại thần, thù này không đội trời chung, không giết được ngươi, oán khí trong lòng bản đại thần khó mà tan biến. Ý thức ma thần còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên không chút khách khí cắt ngang, nực cười, là ngươi làm hại Lạc Dương trước, ông đây là sư thúc của Lạc Dương, sao có thể trơ mắt nhìn nó bị bắt đi mà không cứu. Không giết ngươi là may cho ngươi lắm rồi, thế mà còn dám đe dọa ngược lại ta, có gan thì nhào lên, còn chiêu gì cứ việc tung hết ra đi, ông đây rất sẵn lòng đón đỡ. Họ Dương cầm trứng côn bằng trong tay, lòng chẳng chút sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được gã ma đầu này e ngại mình. Đúng hơn là kiêng dè trứng côn bằng trong tay mình. Thế nên nàng ta mới lần nữa không chịu ra tay, trái lại liên tục buông lời đe dọa. Nhãi danh như ngươi thì biết cáo quái gì, cơ thể này vốn là kiếp sau của bản thần, giờ chẳng qua bản đại thần chỉ đang dung hợp một bộ phận của mình thôi, mắc mớ gì tới ngươi. Tóm lại, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ý thức ma thần vẫn đứng tại chỗ uy hiếp Dương Bách Xuyên. Bấy giờ, chim thần ma trên vai Dương Bách Xuyên không nhịn nổi nữa, lớn tiếng chửi mắng. Con gà dù nhà ngươi đừng nghe nàng ta làm nhảm, trứng côn bằng trong tay ngươi là khắc tinh lớn nhất của tên ma đầu đó, dù đây có là không gian trong quan tài máu, nhưng nàng ta cũng chẳng làm gì được ngươi đâu. Vấn đề là ông đây cứ có cảm giác nếu thằng nhóc nhà ngươi còn tiếp tục nán lại chỗ này nữa thì chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện thật đó. Rõ ràng tên ma đầu kia đang tìm cách kéo dài thời gian, vậy nên bớt nói nhảm lại, mau mau dùng trứng côn bằng trấn áp nàng ta, chỉ cần trấn áp được ả thì tự khắc sẽ an toàn thôi. Ha ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này chim thần ma không sử dụng truyền âm để trao đổi nên tất nhiên ý thức ma thần cũng có thể nghe thấy. Nghe xong, nàng ta bỗng cười phá lên, sau đó bật người, biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thế nhưng giọng nói của nàng ta lại vang vọng khắp đại điện, thật không ngờ một con chim nhỏ bé mà lại biết nhiều tới như vậy, đúng thế, quả thật bản đại thần rất e ngại trứng côn bằng, và đúng là đang kéo dài thời gian thật. Bằng không đã sớm tiêu diệt thằng nhãi nhà ngươi rồi. Lúc này, mặt mày Dương Bách Xuyên trông vô cùng khó coi, suy cho cùng hắn vẫn là coi thường ma thần. Không ngờ tên ma đầu không chỉ đơn giản là muốn giết hắn cho hả giận, mà còn âm mưu chiếm đoạt trứng côn bằng. Xem ra luyện hóa hắn chỉ là tiện tay, chứ mục đích chính là muốn tìm một nơi lợi dụng quan tài máu để luyện hóa trứng côn bằng. Lần này ý thức ma thần đã tính toán rất cẩn thận, tỉ mỉ. Quả đen, làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Sao trộn à, tên gà yếu nhà ngươi, kết quả lại bị lật thuyền trong mương rồi. Chim thần ma chửi bới. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt nói, mẹ nó, ta vẫn luôn đề phòng mà, ai ngờ cuối cùng sắp đi ra ngoài thì nàng ta lại đột nhiên gây khó dễ. Hơn nữa, không phải ngươi cũng nhìn thấy sao, hắn ta đã đưa tất cả mọi người ra ngoài rồi, ai có thể nghĩ đến lúc nào ý thức ma thần của nàng ta sẽ thức tỉnh và làm chủ chứ. Nói đến đây, bản thân Dương Bách Xuyên cũng vô cùng phiền muộn. Chim thần ma tức giận nói, được, ngươi có đề phòng, nhưng tiểu tử ngươi là người cuối cùng buông lỏng, người ta đã chờ giây phút ngươi buông lỏng đó mà dở trò, mặc kệ người khác đi ra ngoài thì sao chứ?
những người khác là người khác, ngươi là ngươi, như vậy chỉ làm ngươi tê liệt mà thôi. Dương Bách Xuyên ngắt lời chim thần ma, rồi, được rồi, bây giờ nói gì cũng đã quá muộn, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, quan tài vỡ này có thể dùng lực phá vỡ để ra ngoài không? Ha ha, gã yếu à, đây là huyết quan hoàng tuyền được chế tạo từ huyết ngọc hoàng tuyền, không phải tiên khí bình thường mà ngươi nghĩ, nó là bảo khí tiên thiên vượt qua cấp bậc tiên khí cực phẩm, là chí bảo. Với thực lực hiện tại của ngươi mà muốn miễn cưỡng phá vỡ huyết quan để đi ra ngoài, đúng là nói chuyện viển vông. Hơn nữa, ngươi không thấy khắp nơi bên trong đại điện này toàn là đồ vật có khắc chữ trận pháp sao? Nếu không có ai khống chế thì dễ nói, còn có thể đánh một trận, nhưng bây giờ, rõ ràng là ma đầu kia đã ra ngoài, nàng ta đang khống chế huyết quan và đang vận hành trận pháp, không biết uy lực mạnh cỡ nào thì làm sao đánh phá được. Chim thần ma thản nhiên dội gáo nước lạnh lên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên phiền muộn một hồi, hắn thật sự không biết phải làm sao. Bây giờ, hắn biết con chim lắm lông này sẽ không nói dối hắn trong những vấn đề như vậy, nếu con chim lắm lông đã nói không phá nổi thì là không phá nổi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi lại hỏi thật sự có thể luyện hóa chúng ta không? Ngươi nói xem, ma đầu kia ha ha, nếu thật sự đi đến tiên vực hỗn loạn, tìm một nơi tà ma bảy binh bố trận thi pháp huyết tế luyện hóa như lời ma đầu nói thì một con gà yếu nhỏ bé hỗn nguyên đạo tiên như ngươi cũng có thể biến thành vũng máu chỉ trong nửa phút. Huyết quan hoàng tuyền có sức mạnh của hoàng tuyền, đây chính là sức mạnh có thể nói là cùng đẳng cấp với sức mạnh của âm dương, không phải là thứ mà hiện tại tiểu tử ngươi có thể hiểu được. Lực lượng trên thế gian có ngũ hành, căn nguyên của lực lượng ngũ hành chính là lực âm dương, lực hoàng tuyền và một số ít lực lượng nhỏ vượt xa lực ngũ hành, đến lúc đó, đừng nói là luyện hóa ngươi, ngay cả trứng côn bằng cũng đừng mong yên ổn. Chim thần ma phổ cập cho Dương Bách Xuyên một phen. Ngay lúc Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời này, hắn không khỏi nói, ta sẽ thu trứng côn bằng vào bình càn. Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại sáng lên. Đương nhiên là nghĩ tới bình càn khôn. Trứng côn bằng được an toàn trong không gian bình càn khôn, đến lúc đó hắn cũng có thể tiến vào bình càn khôn để tránh khỏi sự luyện hóa của huyết quan. Cũng không được, biết đâu ma đầu có thể luyện hóa cả bình càn khôn thì sao? Mà đánh chết hắn cũng không tin. Dương Bách Xuyên còn chưa nói hết câu đã im lặng, tại hắn sợ ma đầu nghe thấy. Dù sao cũng có bình càn khôn ở đây, hắn không sợ, ngươi cứ luyện hóa thử xem. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Chim thần ma châm biếm. Quả nhiên, bình càn khôn chính là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Đi thôi, bây giờ chúng ta tiến vào không gian bình càn khôn, ta cũng muốn xem thử ma đầu kia luyện hóa ta như thế nào, ha ha. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đương nhiên lần này là truyền âm trao đổi với chim thần ma. Khoan đã, vội cái gì, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tiến vào bình càn khôn, ma đầu kia tất nhiên đang canh chừng nơi này, đợi khi nào nàng ta thi pháp huyết tế thì tiểu tử ngươi hãng tiến vào bình càn khôn để tránh né. Đến lúc đó, ma đầu thi pháp tất nhiên sẽ tiêu hao sức lực, tiểu tử ngươi sẽ có cơ hội lật ngược tình thế để xử lý nàng ta, hiểu không? Chim thần ma truyền âm dặn dò. Dương Bách Xuyên vừa cười nham hiểm vừa truyền âm nói, ha ha, vẫn là con chim lắm lông nhà ngươi suy tình chu đáo, được rồi, nghe lời ngươi. Khi thời cơ đến, ta sẽ làm cho ma đầu đó lầm tưởng ta đã chết, chờ lúc nàng ta đi vào, một lần hành động trấn áp nàng, nghĩ đến lúc đó sắc mặt của nàng ta chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sau đó, một người một chim nói nhỏ với nhau, bắt đầu bàn bạc chuyện lật ngược tình thế đánh lừa ma đầu kia một vố như thế nào. Thời gian ở trong huyết quan còn dài, Dương Bách Xuyên lại có bình càn khôn bên người, trong lòng hắn rất tự tin nên cũng không vội, chỉ thản nhiên ngồi xuống bắt đầu thiền. Hắn cũng không biết khi nào nàng ta sẽ bắt đầu, chắc là đi đến tiên vực hỗn loạn gì đó cũng phải mất thời gian rất lâu. Dù sao cũng không thể ra ngoài, vậy cứ kiên nhẫn chờ ở đây thôi. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã tới tiên giới này rất lâu rồi, nhưng hắn thật sự chưa đi được nhiều nơi. Lúc trước ma đầu kia nói sẽ đi đến tiên vực hỗn loạn nào đó, nơi này vừa nghe đã thấy không phải chỗ tốt lành gì, Dương Bách Xuyên cũng biết, hỏi chim, thần ma, quả đen, người có biết tiên vực hỗn loạn là nơi nào không? Nếu nói đến nơi nào khác thì thật sự lão tử chưa chắc đã biết, nhưng tiên vực hỗn loạn của tiên giới lại là nơi tiếng tăm lừng lẫy, một tiên nhân đã từng ra ngoài tu luyện chắc chắn đều biết. Chỉ có gã yếu như ngươi chưa từng ra ngoài mới không biết. Chim thần ma vẫn còn chọc tức Dương Bách Xuyên trước rồi mới nói tiếp, không nhớ nổi đã bao lâu rồi, lão tử và lão già khốn nạn Vân Thiên Tà là sư phụ của ngươi đã từng đến tiên vực hỗn loạn một lần, chỗ đó nên nói thế nào nhỉ, có thể nói là một nơi vô pháp duy nhất trong tiên giới, không có quy tắc, nhưng khắp nơi đều là chỗ có quy tắc. Dừng lại, nói chuyện bình thường được rồi, lần sau đừng kéo theo lão già nhà ta vào, nếu không đừng trách ta nhổ sạch lông của ngươi.
còn có cái gì gọi là không có quy tắc, nhưng khắp nơi đều có quy tắc là sao? Nói như thế không phải rất mâu thuẫn sao? Dương Bách Xuyên ngắt lời chim thần ma, trừng mắt nhìn nó nói. Cắt, trong mắt lão tử, Vân Thiên chính là một lão khốn kiếp. Thần ma nói tới chỗ này, Dương Bách Xuyên giơ tay lên, nó lập tức ngậm miệng lại. Ta đã nói với con chim lắm lông nhà ngươi rồi, chỉ có ta mới được mang lão già, còn ngươi thì không được. Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm chim thần ma. Được rồi, lão tử sẽ cho ngươi chút thể diện. Chim thần ma thực sự sợ rằng côn gà yếu Dương Bách Xuyên sẽ lột sạch lông vũ của nó. Nói tiếp đi, tiểu gia ta nghe. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho chim thần ma nói chuyện đàng hoàng tiếp. Chim thần ma ho khan rồi nói, sở dĩ nói trong tiên vực hỗn loạn không có quy tắc, nhưng khắp nơi đều có quy tắc, là bởi nói như thế nào đây, nơi đó à, nói một cách dễ hiểu thì đó là nơi có tiên nhân tội ác tày trời, tức là những người bị tiên môn của tiên giới trục xuất, hoặc những người đã liều mạng đắc tội với đại đế, thậm chí còn có ma tộc, còn có quỷ tiên, yêu tiên, thậm chí có một số gia tộc sinh linh mạnh mẽ khác cũng sẽ được thấy trong tiên vực hỗn loạn. Trong tiên vực hỗn loạn không có người thống trị thật sự, tổ chức quyền lực quá hỗn loạn, không ai có thể thực sự thống trị được. Từng có tin đồn là có một người được xưng danh tiên đế đã đến tiên vực hỗn loạn để cai trị nơi này, muốn trở thành đế vương của tiên vực hỗn loạn, kết quả hắn đã chết, nhưng người đoán xem hắn chết như thế nào. Nói đến đây, chim thần ma đặt ra một câu hỏi và dừng lại hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thản nhiên nói, đương nhiên là hắn bị một tiên đế cùng cấp giết chết, hoặc là bị một vị có danh hiệu tiên đế khác giết chết thôi, còn có thể chết như thế nào chứ? Cấp bậc tiên đế hay là danh hiệu tiên đế, những người đó đều là nhân vật cường đại nhất trong tiên đế, ai có thể dễ dàng giết chết được, cho dù là có người cùng cấp bậc vây đánh cũng không dễ dàng giết chết một người có danh hiệu tiên đến được. Chim thần ma mỉm cười nói, ha ha, tiểu tử, nếu ta nói cho ngươi biết vị có danh tiên đế ấy chết là do bị một người vô danh giết chết, hoặc thậm chí chỉ là một hỗn nguyên đạo tiên nhỏ bé giết chết thì ngươi có tin không? Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, ngươi đang đùa gì thế? Hỗn nguyên đạo, tiên giết một người có danh hiệu tiên đế, làm sao có thể? Dương Bách Xuyên tất nhiên không tin. Chim thần ma cười ha ha nói, nếu như ở bất kỳ một nơi nào khác trong tiên giới, một hỗn nguyên đạo tiên muốn giết chết một vị có danh hiệu tiên đế thì đúng là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng trong tiên vực hỗn loạn thì quá bình thường. Hỗn nguyên đạo tiên chỉ dùng một chiêu là có thể giết chết danh hiệu tiên đế, thẳng tay giết chết vị danh hiệu tiên đế ấy chỉ trong vài giây thôi. Không thể nào chứ. Dương Bách Xuyên vẫn không tin, nhưng hắn biết chim thần ma nói như vậy là thật, không cần phải trêu chọc hắn. Quả nhiên, chỉ nghe chim thần ma nói tiếp, lịch sử của tiên vực hỗn loạn có từ rất rất lâu rồi tiên giới mới ra đời, đó là một vùng đất huyền diệu, bởi vì tiên vực hỗn loạn đến nay vẫn còn một bộ tộc hồng hoang tồn tại. Mà tên hỗn nguyên đạo tiên giết chết danh hiệu tiên đế kia nghe đồn là xuất thân từ bộ tộc Hồng Hoang. Hồng Hoang chính là một thời đại, là thời đại tồn tại của thần ma, có thể được tìm thấy di tích ở vùng đất Hồng Hoang ở tiên vực hỗn loạn, vì vậy chuyện một hỗn nguyên đạo tiên giết chết một danh hiệu tiên đế cũng không có gì lạ. Vẫn còn rất nhiều người tu luyện thần kỳ và bí ẩn tồn tại ở tiên vực hỗn loạn, có rất nhiều khí tức thần kỳ, một khu vực tràn ngập tiên khí, một nơi tràn ngập ma khí chính là nơi âm sát, chỗ có khí độc. Cho nên mới nói tiên vực hỗn loạn là một nơi huyền diệu. Nhưng cũng là nơi ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người yếu đuối thì đáng bị giết, không ai quan tâm đến ngươi, ngươi mạnh mẽ và muốn xưng vương xưng bá, ha ha, chưa biết chừng sẽ có một con gà yếu nào đó nhảy ra dùng một chiêu giết chết ngươi chỉ trong nháy mắt. Một số thế lực lớn ở tiên giới, thậm chí là người ở cửu trọng thiên kia cũng không dám đến tiên vực hỗn loạn, nơi có hỗn loạn thì vô pháp vô thiên, nhưng vô hình chung lại có quy tắc trật tự tồn tại. Ma đầu kia nói là đưa chúng ta đến tiên vực hỗn loạn tìm một nơi âm sát để huyết tế huyết quan luyện hóa ngươi cũng rất dễ dàng. Nhưng trước khi ma đầu kia chưa dung hợp ý thức của Lạc Dương, nàng A cũng không muốn bị người của tiên minh luyện tạo để mắt đến, cho nên đi đến tiên vực hỗn loạn là một lựa chọn tốt, dù sao nơi nào là nơi ẩn chứa rác rưởi, đầm rồng hang hổ thì cũng là một nơi tốt nhất để ẩn nấp. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói xong thì cũng rơi vào trầm tư, xem ra tiên vực hỗn loạn này quả thực là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mặt khác cũng là một nơi đầy khả năng vô hạn. Có rất nhiều tu sĩ chủng tộc và sinh linh ở đây, đúng là một nơi vô pháp vô thiên, vâng, nhưng nhìn từ góc độ khác cũng chứng tỏ đây sẽ là một nơi kỳ diệu, được xưng chợ đen lớn nhất trong toàn bộ tiên giới, điểm này cũng là một chỗ tốt đối với hắn. Trong tay hắn còn có sách kỳ quân đan và một loại tiên đan kim nguyên hỗn nguyên đang lo không tìm được tiên dược, nếu thật sự đúng như chim thần ma nói, vậy thì nguyên liệu tiên dược hắn cần hẳn là có thể tìm được trong chợ đen ở tiên vực hỗn loạn. Tất nhiên, vấn đề hắn đặt ra lúc này có hơi sớm,
điều kiện tiên quyết là trước tiên hắn phải có thể thoát khỏi tay Lạc Dương người đang sở hữu ý thức ma thần mới được. Cũng không biết xuất phát từ hướng nào của thành tiên đan và rốt cuộc đi đến tiên vực hỗn loạn bao xa, Dương Bách Xuyên lơ đễnh tính toán thời gian nhưng cũng cảm giác đã trôi qua mấy tháng rồi. Tóm lại, hắn phát hiện huyết quan vẫn luôn di chuyển, chứng tỏ bên ngoài là bọn họ đang trên đường đi. Không biết khi nào hắn mới có thể đến tiên vực hỗn loạn, càng không biết lúc hắn trốn vào bình càn khôn thì có thể phá vỡ cục diện của ý thức ma thần hay không. Dương Bách Xuyên cảm thấy từ giờ trở đi, con đường tu luyện của mình sẽ đầy rẫy những biến cố khôn lường, hoặc là xong đời, hoặc là... Dù sao hắn cũng không thể ra ngoài, cũng không thể giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, càng không biết khi nào mới xuất hiện thời cơ trở mình, cho nên Dương Bách Xuyên chỉ ngồi trong đại điện của huyết quan tiếp tục nói chuyện với chim thần ma về chuyện của tiên vực hỗn loạn. Hắn tìm hiểu nhiều hơn đương nhiên cũng có lợi, cho dù bây giờ hắn không thể ra ngoài, cũng không có nghĩa là hắn mãi mãi không thể ra ngoài. Chỉ cần ý thức ma thần dừng lại và thi triển huyết tế lên người hắn, đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội. Tính toán đại khái, một tháng, hai tháng, ba tháng đã trôi qua. Một năm, hai năm. Cuối cùng, hắn khó mà tính toán ra thời gian, dù sao cũng không thoát ra được, ý thức ma thần cuối cùng sẽ thi triển huyết tế đối với hắn, cơ hội tự nhiên sẽ đến, hắn chỉ có thể chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương Bách Xuyên cũng không nhớ rõ nữa, huống chỉ là tính toán thời gian. Một ngày nào đó, hắn cảm thấy cuối cùng cũng dừng lại. Quả nhiên, lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy trong đại điện của huyết quan đột nhiên chấn động, dường như dừng lại. Nói thật thì hắn cũng hơi căng thẳng, nói không lo lắng mới là nói dối. Thủ đoạn và phản ứng của ý thức ma thần nhanh hơn ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên. Khi huyết quan dừng lại, nhất thời toàn bộ minh văn trận pháp trong đại điện bắt đầu bộc phát ra huyết quang, sau đó toàn bộ đại điện tràn ngập khí âm sát. Ngay lập tức cũng truyền đến tiếng cười rùng rợn của ý thức ma thần, tiểu tử, hãy tận hưởng món quà mà bản đại thần đã chuẩn bị cho ngươi đi, ha ha ha. Một tiếng cười đắc ý vang vọng khắp đại điện trong huyết quan. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên nghiêm trọng, toàn thân hắn vận chuyển lực tiên nguyên, thúc giục càn khôn tạo hóa quyết chuẩn bị đối phó với tình huống bất ngờ phát sinh tiếp theo bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, toàn bộ đại điện trong huyết quan tràn ngập khí ma sát, trong minh văn trận pháp vận chuyển không khí của toàn bộ đại điện huyết quan tràn ngập khí ma sát. Đối với Dương Bách Xuyên, lúc này hắn đương nhiên sẽ không lập tức trốn trong không gian bình càn khôn, ít nhất phải đánh lừa được ý thức ma thờ bước đầu tiên là toàn thân vận chuyển sức mạnh phòng ngự. Không bao lâu sau, hắn cảm giác được khí ma sát trong đại điện huyết quan càng ngày càng nồng đậm, đồng thời cũng xuất hiện một sức mạnh âm cực khác còn cường đại hơn. Tuy nhiên, hiện tại những thứ này cũng không gây nên tổn thương lớn đối với hắn, lực lượng càn khôn đạo nguyên cao hơn lực lượng tiên nguyên, nhưng cũng không phải là ngồi không. Hoàn toàn có thể chống lại đòn tấn công từ lực lượng ma sát này. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, bởi vì ngoài việc lực ma sát trong đại điện huyết quan càng dày đặc, nó còn đang phát sinh khác thường. Những lực ma sát này lại trở nên rất nặng lại trí âm. Quả nhiên là bắt đầu đột biến. Tuy nhiên, đối với Dương Bách Xuyên, hiện tại hắn vẫn có thể đối phó. Không thể phá lực lượng càn khôn đạo nguyên trong cơ thể hắn. Ha ha! Không ngờ lực lượng trên người tiểu tử ngươi có chút thú vị vậy, nhưng nếu như ngươi cho rằng thứ này có thể chống lại huyết tế huyết quan của bổn đại thần thì ngươi sai rồi, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Bên trong huyết quan của bản đại thần, đứng nói tu vi của ngươi là hỗn nguyên đạo tiên, cho dù ngươi là thần ma thì ta cũng có thể luyện hóa ngươi thành một vũng máu, bây giờ ta sẽ cho ngươi cảm nhận tốt nhất thế nào là thủ đoạn của ma thần. Đúng lúc này, tiếng cười lớn đắc ý của ý thức ma thần vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ quả nhiên ma đầu này vẫn luôn giám sát trong đại điện huyết quan. Hắn cũng không phải là người dễ chịu thua, hắn khít mũi lạnh lùng nói, ma đầu ngươi có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi, tiểu gia ta dùng hết sức đón tiếp, với chút lực lượng này mà đòi luyện hóa ta, ngươi nằm mơ đi. Ha ha, thật sao, vậy thì thử xem, bản đại thần cũng muốn xem thử miệng của tiểu tử ngươi cứng hay là xương cốt cả người ngươi đều cứng. Ý thức ma thần chế nhạo. Khoảnh khắc tiếp theo. Sắc mặt Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thay đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng ma sát trong toàn bộ đại điện đã tăng lên, hơn nữa, điều hắn không ngờ tới chính là nó đã chuyển từ cực âm sang chí dương, hỏa diễm lại vô hình chung xuất hiện trong đại điện. Hơn nữa còn là hai loại lực lượng hỏa diễm khác nhau. Một là chí dương chí cương, một là âm sát không gì sánh được. Dưới tình huống này, Dương Bách Xuyên cảm thấy lực càn khôn đạo nguyên trong cơ thể mình thực sự bắt đầu rút lui. Sắc mặt hắn thay đổi, Dương Bách Xuyên triệu hồi tiên y ra để ngăn cản. Sau khi khoác tiên y lên người,
tình hình của hắn nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Nhưng sau đó hắn không ngờ đại điện huyết quan lại biến hóa lần nữa. Đó là từng đạo khí lưu màu vàng nhạt, lập tức cuốn về phía hắn. Hơn nữa, những minh văn trong đại điện cũng theo đó bạo phát, khí thế vô cùng mạnh mẽ bắt đầu không ngừng càn quét về phía hắn. Rắc 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 rắc. Chỉ trong chốc lát, tiên y trên người hắn thế mà lại phát ra âm thanh rắc rắc, sau đó trên tiên y cũng xuất hiện đầy vết rách. Không có tác dụng gì, hơn nữa, lực lượng trong đại điện huyết quan vẫn đang tăng lên không ngừng, cho dù hắn triệu hồi chuông Đông Hoàng và cánh của U Đô ra cũng sẽ không có nhiều tác dụng, còn làm nguy hại lớn hơn đến lực lượng của hắn. Sức mạnh của khí lưu màu vàng khiến Dương Bách Xuyên nghĩ đến đó chắc là lực hoàng tuyền mà chim thần ma nói trước đó. Lực lượng bậc này đúng là bá đạo không gì sánh được. Hắn biết bản thân không thể đối phó được nữa. Qua đen, ta chuẩn bị chuồn đây. Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng bên trong huyết quan quá khủng bố nên chuẩn bị trốn vào hồ Càn Khôn. Kiên trì, giờ mà ngươi trốn vào hồ Càn Khôn thì khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muốn luyện hóa được ngươi thì ý thức ma thần cần phải tiêu hao thờ lực của mình, giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, nếu ngươi trốn tránh thì ma đầu kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ trốn vào vẫn còn sớm, phải kiên trì đến khi ma đầu tưởng ngươi biến thành một vũng máu thì mới đi vào được. À, ngươi để lão tử đi vào hồ Càn Khôn trước đi. Nghe xong câu cuối của chim thần ma, Dương Bách Xuyên suýt nữa hộc máu. Nói nửa ngày, CMN mọi áp lực và khổ đau đều do mình hắn gánh, con quạ đen này chỉ nói một câu hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi, Dương Bách Xuyên không biết nên nói gì. Nhưng hắn biết quạ đen nói không sai, chỉ có kiên trì đến cuối mới là lựa chọn đúng đắn, để ma đầu thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vung tay đưa quạ đen vào trong hồ Càn Khôn. Chính hắn thì khổ đau chống cự. Lực hoàng tuyền trong huyết quan càng lúc càng lớn, khoảnh khắc tiên y hóa thành cho, lực càn khôn đạo nguyên trên người hắn gần như tan vỡ. Nếu không phải hắn cắn răng kiên trì thì thân thể của hắn đã bị thương. Không được, lão tử không kiên trì nổi nữa. Dương Bách Xuyên than thở. Hắn đang định chui vào hồ càn khôn thì linh hồn càn khôn lên tiếng, tiểu tử, thả lỏng phòng ngự trên người ngươi, trực tiếp tôi thể. Mặc dù lực hoàng tuyền nơi này yếu nhưng cũng đủ để rèn luyện thân thể của ngươi. Cái gì, ngươi nói đùa hả? Dương Bách Xuyên gầm lên, ngươi muốn ta chết hả? Dương Bách Xuyên nhảy cẳng lên. Tiên y cũng hóa thành cho tàn, sao thân thể hắn có thể ngăn được lực hoàng tuyền cơ chứ? Hơn nữa trong đại điện không chỉ có lực hoàng tuyền, mà còn có cả ngọn lửa trí âm ma sát nữa, làm vậy khác gì bảo hắn đi chết? Dương Bách Xuyên ngẩn ngươi, chìm trong suy tư. Hắn biết linh hồn càn khôn nói có lý, nhưng quá nguy hiểm. Làm cho đầu hắn lúc này cũng hiện lên một câu luôn có dân đen muốn hại trãm. Trước có chim thần ma ngăn không cho hắn trốn vào hồ càn khôn, bây giờ lại thêm linh hồn càn khôn nhảy ra bảo hắn tôi thể dưới lực hoàng tuyền. Giãy dụa một lúc, Dương Bách Xuyên nhận mệnh. Làm. Giống như lời linh hồn càn khôn, ở tiên giới cảnh giới tu vi của hắn chỉ là con kiến. Hơn nữa nếu đi ra bên ngoài chính là tiên vực, ở nơi hỗn loạn đó thì thực lực là sự sống duy nhất. Lực hoàng tuyền có thể rèn luyện thân thể của hắn, làm thân thể hắn đột phá cực hạn, tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng tin tưởng càn khôn nội ngoại quyết. Trong lúc do dự, Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng trong đại điện lại tăng lên. Không có nhiều thời gian cho hắn do dự. Dương Bách Xuyên phá tan phòng ngự trên cơ thể, hắn chuẩn bị thử một lần. A, à, ngay lập lực lực hoàng tuyền và ngọn lửa trí âm chí dương đánh vào thân thể hắn, Dương Bách Xuyên đau đớn gầm lên. Bên ngoài, trong sơn động, ý thức của Lạc Dương lơ lửng trước huyết quan, liên tục đánh pháp quyết lên huyết quan. Ma khí vô tận chui vào huyết quan, trở thành lực lượng tế luyện huyết quan. Đây là suối nguồn âm sát, là nơi trí âm mà ý thức ma thần tìm được để huyết tế, phát huy được lực lượng đến mức mạnh nhất để luyện hóa Dương Bách Xuyên. Mục đích chính là hình thành lực lượng bên trong huyết quan, sau đó nàng ta có thể cắn nuốt ý thức của Lạc Dương, hoàn thành dung hợp, cũng có được chứng côn bằng trong tay Dương Bách Xuyên. Sau khi hấp thu sẽ trở lại cảnh giới ma thần. Suy nghĩ rất hay, cũng rất tốn công. Nhưng ai ngờ Dương Bách Xuyên đi vào trong huyết quan bị nàng ta luyện hóa lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này khiến ý thức ma thần rất lo lắng. Ban đầu nàng ta còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của Dương Bách Xuyên trong huyết quan, nhưng thời gian dần trôi, lực hoàng tuyền hội tụ chuyển hóa trong huyết quan tăng lên, lực ma sát trong huyết quan đã đạt đến mức hóa thực, ngay cả chủ nhân như nàng ta cũng không quan sát được tình hình của Dương Bách Xuyên. Đương nhiên đây là vì nàng ta chưa dung hợp ý thức của Lạc Dương, tu vi ma lực vẫn chưa khôi phục, nếu không nàng ta có thể quan sát được tình hình bên trong.
cho nên không thấy được động tĩnh của Dương Bách Xuyên trong thời gian dài khiến ý thức ma thần lo lắng bực bội. Đúng lúc này nàng ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Dương Bách Xuyên. Ý thức ma thần thở phào nhẹ nhõm. Dương Bách Xuyên không chết, trong tay hắn có chứng côn bằng chính là khắc tinh của nàng ta, không thể hoàn thành dung hợp ý thức Lạc Dương. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hét của Dương Bách Xuyên. Tiếng hét thảm thiết thống khổ, nhưng ý thức ma thần cảm thấy vô cùng hay. Rốt cuộc ngươi cũng sắp xong đời rồi. Ha ha. Chậm, chờ ta luyện hóa tên kia xong sẽ cắn nuốt ngươi, một thứ phụ thuộc. Cũng muốn làm phản, vô lễ. Ý thức ma thần mắng. Hiển nhiên lúc này ý thức Lạc Dương và ý thức ma thần đang ganh đua cao thấp. Bản thân nàng ta chưa hoàn thành dung hợp, lại còn bị chứng côn bằng trấn áp cho nên càng khiến cho ý thức mất cân bằng. Vì vậy ý thức chuyển sinh của Lạc Dương mới xuất hiện lúc ý thức ma thần suy yếu. Lúc này, ý thức của ma thần bị ý thức của Lạc Dương quấy nhiễu, tức giận nhưng cũng không làm gì được, bởi vì khi khống chế huyết tế đã tiêu hao tất nhiều năng lượng, vậy nên bị ý thức của Lạc Dương quấy nhiễu là chuyện bình thường. Sau khi mắng Lạc Dương, ý thức ma thần nhấc tay chỉ về phía mi tâm của mình. A, ý thức ma thần hét thảm một tiếng. Nói đúng hơn thì đây là tiếng kêu gào này là của Lạc Dương. Ý thức ma thần tạm thời áp chế ý thức của Lạc Dương. Đợi bản tôn luyện hóa xong tên tiểu tử này, kế tiếp sẽ chính là ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu của ý thức ma thần lóe lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Rõ ràng, nàng ta phải trả một cái giá cao để trấn áp Lạc Dương. Sau đó ý thức ma thần tiếp tục khua tay, đánh từng đạo pháp quyết lên cỗ quan tài, điều khiển một lượng lớn ma khí đang không ngừng tiến vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Bách Xuyên cũng không ngừng vang lên, khiến khóe miệng ý thức ma thần cười vui vẻ. Lúc này ở bên trong quan tài, Dương Bách Xuyên đang kêu gào như heo bị làm thịt, toàn thân bị lực hoàng tuyền thiêu đốt. Nhưng cũng phục hồi rất nhanh. Đúng như những gì Càn Khôn Chỉ Linh đã nói, Càn Khôn Tôi Thể Quyết và Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, dưới sự cân bằng của cả trong và ngoài, lực hoàng tuyền đáng sợ cũng không thể luyện hóa hắn ngay lập tức. Bởi vì sau khi Càn Khôn Nội Ngoại Quyết vận chuyển đã ngăn cản được sự tấn công của lực hoàng tuyền. Có nội công trợ giúp, ngoại công rèn luyện, cả hai bổ trợ cho nhau. Lực Càn Khôn tản ra từng kinh mạch, khiếu huyệt trên cơ thể, vô cùng diệu kỳ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng lực hoàng tuyền có thể gây ra thương tổn cho hắn. Chỉ một chút cũng đã khiến cơ thể hắn bắt đầu thối rữa. May mà sau khi hắn vận công Càn Khôn Nội Ngoại Quyết, kịp thời ngăn được lực hoàng tuyền. Sau khi Càn Khôn Tôi Thể Quyết vận chuyển, cơ thể hắn đã xuất hiện một cỗ lực lượng, Dương Bách Xuyên gọi nó là thần lực Càn Khôn. Cũng giống như sức mạnh ở bên trong đạo nguyên, nhưng lại bền bỉ và mềm mại hơn nhiều, lực lượng sinh ra từ trong đạo nguyên lại bá đạo hơn. Hai cỗ lực lượng này cùng vận hành khiến Dương Bách Xuyên phát hiện ra chỗ kỳ diệu, chúng có thể ngăn được lực hoàng tuyền phá hủy cơ thể, hơn nữa còn chữa trị những nơi bị thương tổn. Nhưng cho dù phục hồi thế nào thì lực hoàng tuyền đã đánh sâu vào cơ thể hắn, thì thối nát cũng là thật, vết thương này khiến hắn đau đến mức muốn chết mà không được, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết. Vừa rồi, suýt chút nữa Dương Bách Xuyên cho rằng mình đã xong đời, nhưng sau khi có sức mạnh của Càn Khôn Nội Ngoại Quyết quay quanh ngăn cản lực hoàng tuyền, cơ thể cũng bắt đầu phục hồi khiến hắn nhìn thấy được hy vọng. Con người sợ nhất là không có hy vọng, nếu tìm được tia hy vọng thì mọi thứ sẽ khác, cho dù khó khăn tới đâu cũng có thể trụ được, vậy nên Dương Bách Xuyên cắn răng kiên trì. Bởi vì Dương Bách Xuyên biết, nếu hắn vượt qua được cửa ải này thì thân thể sẽ đạt tới một cấp độ mới, đây cũng là thứ khiến hắn có thể lăn lộn ở tiên vực. Ban đầu là kêu la thảm thiết, sau đó là tê dại, cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn có thể kiên trì được. Thân xác bị lực hoàng tuyền phá hủy, sau đó lại được Càn Khôn Nội Ngoại Quyết chữa trị, quá trình cứ diễn ra như vậy. Cuối cùng Dương Bách Xuyên phát hiện, cuối cùng mình cũng thành công rồi. Dần dần, tốc độ phá hủy của lực hoàng tuyền sẽ không theo kịp khả năng chữa trị của Càn Khôn Nội Ngoại Quyết. Nhưng hiện tại, hẳn cảm nhận được cơ thể mình có thể mềm mại như không xương, hẳn là cứng như thép chỉ trong một ý nghĩ. Hơn nữa, sức mạnh ẩn chứa bên trong từng tấc da tấc thịt đã đạt tới một loại trạng thái có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mạnh tới mức hắn không cần phải dùng bất cứ pháp lực nào cũng có thể đánh chết một Hỗn Nguyên Đạo Tiên cùng cảnh giới. Sau khi Càn Khôn Nội Ngoại Quyết bổ trợ cho nhau, trải qua quá trình rèn luyện đã mang lại cho hắn thay đổi đáng ngờ. Lực hoàng tuyền đã có tác dụng khai phá tiềm lực trong cơ thể hắn. Hiệu quả đã đạt được, mục đích cũng hoàn thành. Lúc này, cho dù lực hoàng tuyền có tấn công hắn như thế nào thì cũng không tạo ra được bất kỳ thương tổn nào nữa. Chỉ cần sức mạnh của thể xác cũng có thể ngăn cản được lực hoàng tuyền. Đây là điều mà trước kia Dương Bách Xuyên không dám nghĩ tới. Vừa rồi, cơ thể hắn được bao phủ bằng sức mạnh của Càn Khôn Đạo Nguyên nhưng cũng không thể ngăn được sự phá hủy của lực hoàng tuyền. Được rồi,
có thể tiến vào bình càn khôn rồi. Lúc này, giọng của Càn Khôn Chỉ Linh vang lên trong đầu hắn. Dương Bách Xuyên cảm động tới rơi nước mắt, cuối cùng cũng có thể vào. Hắn còn sợ Càn Khôn Chi Linh và chim thần ma hợp lại sẽ ra con thiêu thân gì. Từ sau khi Càn Khôn Chi Linh cứu con quạ đen kia, bọn chúng đúng là ngưu tâm ngưu mã tầm mã. Ở chung một chỗ không phải chuyện gì hay ho, may mà lần này còn chủ động gọi hắn. Xem ra Càn Khôn Chi Linh và chim thần ma vẫn quan tâm hắn, tròn lòng ít nhiều gì cũng được an ủi. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên tiến thẳng vào trong không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên vừa vào bình càn khôn, ý thức ma thần ở bên ngoài không còn nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, lúc này nàng ta cười lớn, không kêu nữa, xem ra tên tiểu tử này xong đời rồi. Nàng ta rất tự tin vào huyết tế, lúc này Dương Bách Xuyên không còn kêu gào, đương nhiên cho rằng đối phương đã bị luyện hóa. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay nàng ta vẫn không ngừng đánh ra pháp quyết, Dương Bách Xuyên quả thật là khó chơi, thế nên để phòng ngừa, nàng ta phải luyện hóa thêm thời gian. Như vậy, cho dù chí bảo phòng ngự trên người Dương Bách Xuyên có mạnh tới đâu thì cũng sẽ bị luyện hóa thành nước. Đương nhiên nàng ta hiểu rõ trứng côn bằng còn hơn cả Dương Bách Xuyên, vậy nên cũng không ngại luyện hóa luôn nó. Có luyện hóa thì cũng không sao, bởi vì tất cả sức mạnh đều nằm trong quan tài kia, đợi kia vào trong nàng ta sẽ mượn cỗ lực lượng này để cần nuốt ý thức của Lạc Dương, hoàn thành dung hợp ma thần. Khi đó, mọi chuyện sẽ thành công. Nhưng ý thức ma thần sẽ không bao giờ nghĩ tới, trên đời này còn có bảo vật mà huyết quan không thể nào luyện hóa nổi, đó chính là bình càn khôn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên đã trốn vào trong không gian càn khôn, hắn ta đang đợi để phản kích. Bên trong bình càn khôn, Dương Bách Xuyên trần truồng bước vào, nhưng hắn quên mất một chuyện. Dương Bách Xuyên quên mất, bên trong bình càn khôn, ngoại trừ một vạn đại quân quy tiên của Mông Điềm, còn có một nữ nhân ở đây. Người này đương nhiên là Cảnh Sán bị sư phụ nàng ta đánh trọng thương. Khi đó Phương Tĩnh Thiên phát điên nhập ma đạo, ông ta đã dùng máu của Cảnh Sán để triệu hoán hai ma khuyển, Cảnh Sán đỡ thay Dương Bách Xuyên đòn đánh lén của Phương Tĩnh Thiên, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên thu Cảnh Sán vào trong bình càn khôn, cho nàng ba giọt nước sinh mệnh để trị thương, hắn nghĩ nhiều đó cũng đủ cho nàng phục hồi. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, hắn lại quên mất. Vừa tiến vào không gian càn khôn đã phát hiện Cảnh Sán ở trước mặt. Thói quen của hắn là mỗi lần tiến vào trong bình càn khôn đều sẽ xuất hiện ở bờ hồ Long Ngự, bởi vì trong hồ có đá sinh mệnh. Lần này cũng không ngoại lệ, lúc ở bên trong huyết quan hắn bị ý thức ma thần luyện hóa quần áo, hiện tại đang trong tình trạng trần như nhộng. Sau khi tiến vào, hắn cũng không đề phòng, gót chân còn chưa đứng vững thì bên tai đã vang lên tiếng thét chói tai. Lúc này Dương Bách Xuyên bị dọa cho giật cả mình, hắn nhìn sang nơi phát ra âm thanh, hóa ra là Cảnh Sán. Thấy nàng ta, Dương Bách Xuyên mới nhớ tới chuyện, mình đưa nha đầu này vào không gian càn khôn trị thương. Xem ra hiệu quả của nước sinh mệnh đã vượt ngoài tưởng tượng, Cảnh Sán đã hồi phục hoàn toàn. Đợi sau khi phản ứng lại, hắn mới phát hiện bản thân trần như nhộng, chẳng trách người ta lại thét lên như vậy. Xuất hiện không đúng chỗ, khoảng cách lại càng không. Hắn chỉ cách nàng ta nửa mét. Khụ khụ, chuyện này, là hiểu nhầm. Dương Bách Xuyên đỏ mặt nói. Cảnh Sán ngẩn ngơ. Tim nàng ta đang đập rất nhanh, mặc dù là tiên nhân đã tu luyện hàng nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải tình huống này. Ngay lúc nàng ta đang nghĩ tới hắn thì án lại trần truồng xuất hiện ngay trước. Mặt mình, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Cảnh Sán thét chói tai cũng là chuyện bình thường. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, tiếng hét của Cảnh Sán dừng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng ta không biết nên làm sao bây giờ. Cảnh Sán phát hiện, sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, ánh mắt hắn có ngọn lửa lóe lên. Đáy lòng sinh ra cảm giác không ổn, đang định xoay người bỏ chạy, nàng ta cảm nhận được bên hông bị siết lại, cơ thể ngã vào lòng hắn. A, Cảnh Sán hét lên thẳng thốt, tựa như chú thỏ bị dọa sợ. Tất nhiên nàng ta biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, làm gì có chuyện nàng ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tựa lửa đốt như ánh mắt họ Dương nhìn mình ban nãy chứ. Vì biết rất rõ, thế nên nàng ta mới cảm thấy thấp thỏm không yên, mà thật ra trong lòng nàng ta đã sớm có đáp án rồi. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên cởi mạn che mặt, nhìn thấy dung nhan của nàng ta, lời thề nàng ta từng nói ra lập tức ứng nghiệm, đó là trở thành đạo lữ của hắn. Nhưng, nàng ta chưa chuẩn bị tinh thần mà. Chỉ là đã tới nước này rồi, thì thôi vậy, dù sao cũng như nhau cả. Cảnh Sán từ bỏ, nằm sụi lơ trong lòng họ Dương nào đó, nhắm hai mắt lại. Còn họ Dương thì sao? Lại vận động thêm lần nữa chứ sao? Từ lúc bước vào tiên giới đến giờ hẳn cũng hơn 2000 năm. Mà có khi còn lâu hơn, vì sau khi xâm nhập ma thành, hắn chẳng còn hay biết gì,
càng không tính được đã trôi qua bao nhiêu tháng ngày nữa, chỉ biết là rất lâu mà thôi. Và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, anh ta chỉ biết trốn tránh sự truy sát của kẻ thù cũng như không ngừng nâng cao thực lực và tu vi của bản thân, thế nên lúc nào thần kinh cũng trong tình trạng căng như dây đàn, không có lấy một giây nghỉ xả hơi chứ đừng nói gì tới chuyện giải quyết nhu cầu cá nhân. Trước kia, hồi chưa phi thăng lên tiên giới, hắn còn từng ảo tưởng rằng chờ sau này đặt chân tới đây, nhất định phải lăn giường với tiên tử đẹp nhất tiên giới, lại nhâm nhi các loại rượu tiên chứa đầy linh khí, ai ngờ đâu tới lúc thật sự lên được tiên giới rồi thì lại rơi vào cục diện khốn khổ thế này. Nhưng lúc này đây, họ Dương có thể phóng thích bản tính của mình, vì đây là không gian trong bình càn khôn, là địa bàn của hắn, là nơi cực kỳ an toàn với hắn, có thể nói, nơi này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Thần kinh sắp đứt đoạn cuối cùng cũng được buông lỏng, lại thêm người đứng trước mặt hắn còn là cảnh sán, một tiên tử tiên giới hàng thật giá thật, và cũng là người được tôn làm tiên tử số một tiên đan thành. Ngày ấy, lúc mạn che mặt của cảnh sán bị gỡ xuống, họ Dương đã ngây ngẩn cả người, có thể nói là bị dung nhan của cảnh sán hạ gục trong nháy mắt. Nếu nói không rung động thì là nói dối. Ban nãy hắn xuất hiện với dáng vẻ trần trụi, trước mặt còn là tiên tử số một tiên đan thành, không nhìn còn đỡ, chứ vừa trông thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cảnh sán. Lý trí của họ Dương lập tức đứt đoạn, phăm phăm tiến lên, ngang tàng ôm nàng ta vào lòng. Lúc nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của nàng ta, xương cốt trong người họ Dương như nhũ cả ra. Hắn cúi đầu nhìn đôi gò má ửng hồng tựa quả táo chín đỏ của cảnh sán, mùi hương độc đáo tỏa ra từ cơ thể nàng ta sộc vào mũi, khiến hắn càng thêm mê say. Cơ thể mảnh mai và mềm mại kia nằm yên trong lòng hắn, chẳng chút phản kháng. Họ Dương khẽ nuốt một ngụm nước miếng, rồi ghé sát vào tai nàng ta, nói, cảnh sán, trở thành người phụ nữ của ta đi. Hừm, lúc này, đầu óc cảnh sán trống rỗng, căn bản không nghe rõ họ Dương nói gì, chỉ vô thức thốt ra một tiết vô nghĩa theo bản năng. Nhưng khi truyền vào tai họ Dương thì lại thành lời chấp thuận. Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy cảnh sán, cả hai lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nơi này là không gian trong bình càn khôn không gian, từ sau khi linh hồn càn khôn hướng dẫn hắn dung hợp hai làn khói trắng đen trong điện càn khôn, dù họ Dương vẫn chưa khám phá hết tất cả bí mật của bình càn không, nhưng ở trong không gian này, hắn chính là thần. Thằng nhóc này đứng là phong lưu ghê, đây không phải phong lưu, đây là hạ lưu. Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới phụ nữ, phục hắn thật đấy. Có sao đâu, tu hành là quá trình sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu cũng như hiểu thấu chúng, từ lúc nhóc xuyên tiến vào tiên giới đến nay luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng tột độ, nên phóng đãng một chút cũng có lợi cho tâm cảnh của hắn. Nhưng tên ma đầu kia vẫn còn đang rình rập bên ngoài. Yên tâm đi, thằng nhóc này biết chừng mực mà, với cả gã ma đầu đó không thể xông vào đây nhanh như vậy đâu. Hai người đang đối thoại với nhau trên đám mây trong bình càn khôn không ai khác chính là chim thần ma và linh hồn càn khôn. Kỳ thật, hai tên rảnh rỗi không có gì làm này cũng khá là hào hứng với chuyện họ Dương đang làm, ban đầu vẫn còn đứng đắn lắm, nhưng khi tần suất âm thanh dâm đãng phát ra ngày càng nhiều, tâm thế của chúng cũng thay đổi, bắt đầu mở miệng chửi rủa. Mẹ kiếp, thằng nhóc kia vậy mà lại dựng kết giới, làm không nhìn thấy gì hết. Đồ không có tính người. Trong hành cung của bình càn khôn, sau trận mây mưa, họ Dương ngồi dậy, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, trên người lập tức xuất hiện một bộ quần áo. Tất nhiên trong không gian bình càn khôn của hắn không hề thiết những vật dùng hàng ngày, lần trước, khi chuẩn bị quần áo cho Tuyết Hương, Đỗ Nhân Kiệt cũng tiện tay mua cho hắn mấy bộ, mặc dù toàn là pháp bảo bình thường, nhưng số lượng lại không ít. Nhìn người đẹp đang say giấc trên giường, họ Dương đã mặc đồ nghiêm chỉnh khế khom người, hôn nhẹ lên trán nàng ta, sau đó mới rời đi. Chờ Dương Bách Xuyên đi xa. Trên mặt cảnh sán tiên tử đang nhắm mắt bỗng hiện lên ý cười, cuối cùng nàng ta cũng trở thành đạo lữ của hắn rồi. Dương Bách Xuyên vừa nghĩ, cơ thể đã lập tức xuất hiện giữa đám mây nằm ngoài điện càn khôn. Toàn bộ không gian bình càn khôn đều nằm trong thần niệm của hắn, sao hắn có thể không biết linh hồn càn khôn và chim mất dạy tụ tập với nhau chứ? Xuất hiện đi, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào tầng mây, sau đó chim mất dạy bay ra, còn linh hồn càn khôn thì xuất hiện trong trạng thái quả cầu khí nửa đen nửa trắng. Gà dù không ra ngoài thu thập tên ma đầu kia mà tới tìm bọn ta làm gì vậy? Chim thần ma oang oang hỏi. Hiện linh hồn càn khôn chỉ là một quả cầu khí đang xoay tròn nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó, nhưng Dương Bách Xuyên biết nếu linh hồn càn khôn muốn thì có thể dễ dàng biến đổi thành hình dạng khác. Dương Bách Xuyên cười khẩy một tiếng, sau này còn dám rình xem thì cẩn thận ông đây trở mặt đấy, nhớ kỹ, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Họ Dương vô cùng tức giận khi biết hai tên này dám rình coi chuyện riêng tư của mình, nếu không phải hắn nhạy bén nhận ra từ trước,
E là toàn bộ những gì vừa diễn ra trong hành cung đã biến thành phim điện ảnh sống rồi, thế nên vừa phát hiện là hắn răng kết giới ngay. Khụ khụ, bọn ta. Được rồi, không cần giải thích, ta nói rồi đó, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Ta tới tìm các ngươi là để bàn bạc xem phải giải quyết ý thức ma thần bên ngoài thế nào. Đương nhiên, họ Dương vẫn chưa quên Lạc Dương đã bị ý thức ma thần chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Hiện tại, đây mới là phiền phức lớn nhất. Thằng danh nhà ngươi có chuyện cần nhờ vả bọn ta mà sao cứng miệng quá vậy, ngon thì tự mà giải quyết đi. Linh hồn càn khôn trong trạng thái quả cầu khí đen trắng hờ hững mở miệng, thú thật nó chẳng ưa gì tên chủ nhân họ Dương này hết. Ha ha, Dương Bách Xuyên cười phá lên, sau đó đột ngột trở tay đánh một chưởng về phía linh hồn càn khôn. AI linh hồn càn khôn bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường bao quanh thần điện càn khôn, vì quá bất ngờ nên nó đã buột miệng hét toáng lên. Danh con, muốn chết đúng không? Linh hồn càn khôn giận dữ lao tới, quả cầu nửa trắng nửa đen nhanh chóng chuyển vận, ánh nhìn dán chặt lên người Dương Bách Xuyên, xem chừng là tính ra tay với hắn thật. Chim thần ma bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ chết khiếp, không ngờ Dương Bách Xuyên lại ngang nhiên xuống tay tấn công linh hồn càn khôn. Phải biết rằng dựa theo sự hiểu biết của nó thì hình như linh hồn càn khôn mới là chủ nhân của không gian này, thân phận của nó vô cùng bí ẩn, cứ như thể tới cả Dương Bách Xuyên cũng phải dựa vào linh hồn càn khôn vậy. Thế nên khi thấy Dương Bách Xuyên ra tay với linh hồn càn khôn, chim thần ma mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy, có vẻ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nghĩ đến đây, chim ta lắp bắp nói, đừng đánh. Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói rõ ràng chứ. Cút, Dương Bách Xuyên giận dữ giống vào mặt chim thần ma. Chim thần ma lập tức bay vút ra khỏi đám mây, biến mất nơi chân trời, chẳng biết đã trốn đi đâu rồi nữa. Lúc này, mặt mày họ Dương tối đen như mực, hắn quắc mắt nhìn linh hồn càn khôn dưới dạng quả cầu khí, đặng nói, ông đây nhịn ngươi lâu lắm rồi, hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là chủ nhân, thế nào là người hầu. Hôm nay, nếu ngươi không giao quyền kiểm soát bình càn khôn cho ta, vậy ngươi có thể thử xem cảm giác khi cùng ta đồng quy vu tận, hoặc là bình càn khôn bị ta vứt bỏ là gì nhé. Chủ nhân cũ cái khỉ khô, toàn là lừa đảo hết. Từ hôm nay trở đi, ông đây chỉ tin vào bản thân mình thôi. Họ Dương nổi trận lôi đình, đương nhiên không phải giận vì bị linh hồn càn khôn và chim mất dạy dình xem, những bức xúc này đã bị hắn đồn nén trong lòng từ rất lâu rồi, chuyện hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly, thúc đẩy nó bùng nổ thôi. Bình càn khôn không cần một khí linh không biết nghe lời, tác dụng của trí bảo không nằm ở việc có ý thức, mà là vận hành trí bảo. Hắn muốn làm bình càn khôn trở nên có linh tính, chứ không phải có ý thức, để rồi biến thành một chủ nhân vô hình khác. Hắn mới là chủ nhân, sẽ không có chuyện hắn để yên cho một khí linh khống chế bình càn khôn đâu, hắn phải trở thành chủ nhân chân chính của bình càn khôn. Đúng là từ khi có được bình càn khôn, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ thực sự khống chế và hiểu biết bình càn khôn. Bao gồm cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng vậy. Tàn hồn của sư phụ Vân Thiên Tà cũng coi như bị bình càn khôn cứu. Tàn hồn vẫn luôn bị nhốt trong bình càn khôn, không thể ra ngoài, đến khi đúc lại tiên thể thì mới rời khỏi bình càn khôn được. Nhưng trước đó sư phụ cũng đáng thương, mặc dù vẫn luôn ở trong bình càn khôn nhưng lại không hiểu về nó, đừng nói đến việc sử dụng. Đối với sư phụ, bình càn khôn là một nơi bảo vệ tàn hồn của ông. Rất ít lực lượng có thể sử dụng được trong bình càn khôn, thậm chí lúc sư phụ rời đi cũng không gặp được linh hồn càn khôn. Điều này càng làm Dương Bách Xuyên thêm oán hận linh hồn càn khôn. Chỉ là một khí linh mà thôi, CMN cũng dám trêu đùa hai người bọn họ. Hở tí lại đe dọa, rõ ràng biết bình càn khôn là một trí bảo cường đại, nhưng lại chỉ cho hắn quyền sử dụng không gian bình càn khôn. Giống như bố thí vậy. Rõ ràng biết đây là một trí bảo có uy năng khủng bố nhưng hắn không sử dụng được. Một bình càn khôn, trên thực tế có hai chủ nhân. Trên thực tế hắn không là gì cả, bởi vì hắn không vận dụng được nơi trung tâm. Nói thần bí và chứa đựng lực lượng chân chính đều do linh hồn càn khôn khống chế. Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhẫn nhịn đến nay. Từ lúc bắt đầu tu chân hắn đã nhịn, chịu đựng cục diện này. Mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều phải mượn dùng sức mạnh của sư phụ hoặc Hắc Liên. Đến tiên giới cũng như thế, hắn không muốn tiếp tục như vậy. Hắn muốn làm chúa tể trí bảo bình càn khôn chứ không phải làm một con rối. Hôm nay hắn quyết định hoặc hắn vứt bỏ bình càn khôn, hoặc hôm nay há nhoàn toàn khống chế bình càn khôn. Dương Bách Xuyên nghi ngờ những lời trước đó của linh hồn càn khôn chỉ để mê hoặc hắn, mục đích thật sự của nó là biến hắn thành con rối. Chờ đến một ngày nó sẽ đoạt xá hắn. Không phải hắn chưa từng gặp phải khí linh, nhưng tuyệt đối không có tình huống giống như bình càn khôn này, rõ ràng. Hắn là chủ nhân nhưng lại không sử dụng được lực lượng thực sự của bình càn khôn, phải quan sát thái độ của khí linh để làm việc.
Như hôm nay, ở trong không gian bình càn khôn, hắn không hề có sự riêng tư, mọi thứ không trốn khỏi con mắt của linh hồn càn khôn. Hắn đã tu luyện đến hỗn nguyên đạo tiên nhưng lại chỉ biết được ngoài không gian bình càn khôn ra còn có cả thần điện càn khôn. Dương Bách Xuyên cảm thấy thần điện càn khôn mới là nơi quan trọng nhất, nhưng hắn không hiểu gì về thần điện càn khôn cả. Chỉ có lúc dung hợp hai luồng khí đen trắng trong thần điện càn khôn, đạt được càn khôn đạo nguyên, đồng thời đạt được phần hai của công pháp càn khôn thần đạo. Khí linh mà thôi, đáng lẽ không phải dạng này. Nhưng khí linh càn khôn này lại trâu bò đến mức sắp thay thế chủ nhân. Không ai có thể chịu được điều này. Cho nên hôm nay Dương Bách Xuyên hoàn toàn bùng nổ. Một bảo không thể có hai chủ. Trong bình càn khôn không thể có hai ý thức. Nếu phải có cũng chỉ có thể là hẳn. Hắn không muốn bị một khí lĩnh đè đầu cưỡi cổ. Dương Bách Xuyên tức giận nhìn chằm chằm linh hồn càn khôn. Linh hồn càn khôn liên tục xoay tròn, có vẻ cảm xúc cũng có chút dao động. Một lúc sau linh hồn càn khôn tức giận nói, nhãi danh, người biết người đang nói gì không? Người đang tự tìm chết, ta mới là linh hồn càn khôn nơi này, mọi thứ ở đây do ta quyết định, chẳng lẽ những gì ta cho ngươi còn không đủ hả? Nếu ngươi còn càn quấy nữa, ta không ngại lựa chọn truyền nhân thần đạo. Khác, trên thế gian này có vô số tu sĩ, không phải chỉ có mình ngươi. Lúc trước đã nói với ngươi chờ ngươi tu luyện đế cảnh giới đứng đầu tiên giới, chắc chắn sẽ khống chế chí bảo vô thượng. Ha ha ha! Dương Bách Xuyên cười to, ngắt lời linh hồn càn khôn. Nực cười! CMN ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Ta mới là chủ nhân bình càn khôn, còn ngươi chỉ là một khí linh mà thôi. Bây giờ chiếm giữ quyền làm chủ, còn bố thí cho ta. CMN ta không cần ngươi bố thí, lão tử là chủ nhân bình càn khôn, mọi thứ đều do ta khống chế, chứ không phải ở trong tay một khí linh như ngươi. Ngươi thật sự tưởng lão tử không biết gì, ta sợ ngày nào đó ta tu luyện đến cảnh giới đứng đầu tiên giới chính là ngày ngươi đoạt xá ta đúng không? Trong thiên đạo chưa từng có khí linh chứng đạo thành công đúng không? Nhưng ta lại biết nếu khí linh có ý thức thì lại khác, chỉ cần có ý thức, mọi sinh linh trên thế gian đều có thể ngộ đạo. Ha ha, có tư tưởng, biết thiên đạo không có chứng đạo nên âm mưu đoạt xá đúng không? Ngươi, nói vớ vẩn, một lúc sau linh hồn càn khôn phun ra một câu này. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, bị ta nói đúng rồi đúng không, giờ đi thực hiện nghĩa vụ của ngươi đi, bình càn khôn chỉ cần ý chí của riêng ta mà thôi. Nhiệm vụ của ngươi là vận chuyển quy tắc bình càn khôn chứ không phải tính kế chủ nhân. Ha ha ha. Linh hồn càn khôn bật cười, ngươi rất thông minh, đúng vậy, ngươi hoàn toàn đoán đúng. Ta đã sinh ra ý thức trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng lại không cam lòng chỉ làm một khí linh nên ta cũng muốn chứng đạo. Khí linh thì sao, thiên đạo bất công, khí linh sinh ra ý thức cũng là một phần của sinh linh, tại sao không thể chứng đạo? Cho nên ta yêu cầu một con rối. Ta yêu cầu một thân thể hoàn mỹ chịu tải ý thức của ta, ngươi là thể xác thích hợp nhất mà ta tìm được từ trước đến nay. Tại sao ta không tranh thủ? Lão chủ nhân sáng tạo bình càn khôn, hay nói cách khác sáng tạo ta vì tìm truyền nhân cho càn khôn đạo, tương lai đi phá vỡ một vài quy tắc, chế định trật tự thiên đạo mới, ta cũng có thể làm được chuyện này, tại sao phải để lại cho ngươi? Nếu ngươi đã đoán được thì kết thúc đi, thể xác chỉ kém một chút, nhưng vẫn dùng được. Ta khống chế nơi này nên đây là sân nhà của ta. Ngươi không làm gì được cả. Cần thiết hả, chờ ta tiêu diệt ngươi, cướp lấy thể xác của ngươi, mọi thứ của ngươi do ta hoàn thành nên không cần biết. Linh hồn càn khôn lạnh nhạt nói. Ha ha, nhưng ta rất tò mò, một khí linh như ngươi lấy gì để diệt được ta? Dương Bách Xuyên cười hỏi. Ở nơi này ta khống chế mọi lực lượng, diệt ngươi không khó. Linh hồn càn khôn nói. Nhưng đến giây phút này Dương Bách Xuyên vẫn vô cùng bình tĩnh, sau đó nói ra một câu khiến linh hồn càn khôn biến sắc. Thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Dương Bách Xuyên nhìn chùm đen trắng đang xoay tròn của linh hồn càn khôn mà nói. Trước khi chết, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngươi, có vấn đề gì cứ hỏi. Khẩu khí của linh hồn càn khôn nghe như thể hắn khống chế được mọi thứ, sự dao động trong giọng nói của hắn như kiểu giọng một đứa trẻ nhưng không thể phân biệt được là nam hay nữ. Dương Bách Xuyên lên tiếng, là ai đã chế tạo ra bình càn khôn hay nói cách khác là ai đã chế tạo ra ngươi? Ngươi không thể tưởng tượng được người sáng tạo ra ta đâu. Dù sao đó cũng là tồn tại đạo thần, ngươi không cần biết điều này, thật ra thì nói thật, thời gian để ta sản sinh ra ý thức rất ngắn, trong trí nhớ ta chỉ biết mình là linh hồn của bình càn khôn, ta cũng không biết nhiều về chuyện của lão già kia linh hồn càn khôn trả lời. Câu hỏi tiếp theo, ta có phải là chủ nhân chính thống của bình càn khôn khi nhỏ giọt máu để nhận chủ không? Dương Bách Xuyên hỏi. Đương nhiên, linh hồn càn khôn trả lời. Dương Bách Xuyên lại hỏi, vậy ta là chủ nhân, ngươi là người hầu, điều này có đúng không?
Đúng vậy, theo lý thuyết, đúng là vậy. Lúc này, câu trả lời của linh hồn càn khôn có chút do dự. Được rồi, dưới thiên đạo có tồn tại khế ước, ngươi cho rằng khế ước thiên đạo không tồn tại sao? Hay là thiên đạo không tồn tại? Dương Bách Xuyên nhẹ giọng hỏi. Thiên đạo đương nhiên tồn tại, nếu không trên thế gian này sẽ không có vạn vật sinh linh, đạo vĩ đại hơn tất cả mọi thứ, vô hình nhưng hữu hình, có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng có một điều mà tiểu tử ngươi không biết, khế ước phản phệ, ha ha, nói cách khác, ta mạnh ngươi yếu, ta có thể phản phệ ngươi, những gì ngươi giải thích với ta đều vô dụng. Linh hồn càn khôn nở nụ cười. Dương Bách Xuyên cũng nhếch miệng cười nói, đúng vậy, nhưng hình như ngươi đã quên mất một điều, dù sao ngươi cũng là linh hồn của bình càn khôn. Bình càn khôn phải có trước, sau đó mới có ngươi, bởi vì ý thức hoặc giác ngộ của ngươi sau đó mới có được chứ không phải bẩm sinh. Về mặt lý thuyết, trước đây bình càn khôn đã nhận ta làm chủ nhân, một thể vật mang ý thức như ngươi vẫn còn gắn bó với bình càn khôn, mà ta là chủ nhân của bình càn khôn thì ngươi vẫn là một người hầu phản phệ thì sẽ phản bình càn khôn trước, ngươi phản phệ bình càn khôn không phải là muốn hủy diệt chính mình sao? Còn có một điều ta cần nói cho ngươi biết, vật dẫn của ngươi là bình càn khôn. Bây giờ ngươi vẫn là khí linh ý thức của bình càn khôn, ngươi không thể tách khỏi bình càn khôn, ngươi không thể trở thành tồn tại độc lập thật sự. Nếu ngươi muốn độc lập thì điều tất yếu là phải thoát khỏi bình càn khôn, chỉ cần ta không muốn thì ngươi sẽ không thể ra khỏi vật dẫn là bình càn khôn này. Còn bây giờ ngươi muốn giết ta ở đây, đoạt lấy thân thể của ta, điều này có vẻ không thực tế, nếu ngươi giết ta, bình càn khôn sẽ bị phá hủy, tức là ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Và lại, ta cũng muốn xem thử. Nếu ta muốn hủy bỏ khế ước của bình càn khôn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao ta cũng là chủ nhân của bình càn khôn, chỉ cần một ý niệm là ta có thể hủy bỏ khế ước với bình càn khôn, đến lúc đó, không biết một khí linh như ngươi có bị ảnh hưởng không? Muốn phản phệ chủ nhân sao? Được rồi, chúng ta thử xem, ta cũng muốn xem thử kết quả. Dương Bách Xuyên từ tốn nói. Lại phát hiện linh hồn càn khôn hóa thành hai làn khói trắng đen, tạo thành thái cực đồ âm và xoay tròn dữ dội, nhìn có vẻ dư chấn rất lớn. Hắn biết những thứ mình phân tích đã đúng. Có lẽ bản thân linh hồn càn khôn cũng không ý thức được những vấn đề này, dù sao nàng cũng chỉ là một thể ý thức được sinh ra sau này, không hơn được, làm sao có thể nghĩ đến nhiều giao ước dưới thiên đạo như vậy. Đó chỉ là khí linh muốn tách ra thành một thể ý thức độc lập mà thôi. Khí chỉ là cái để con người sử dụng thôi. Được tạo ra bởi con người, cũng có thể bị người ta tiêu diệt. Xem ra thời điểm linh hồn của càn khôn sản sinh ý thức là lúc lão già gặp nạn. Cùng lắm cũng chỉ có 10 vạn năm. 10 vạn năm đối với sự giác ngộ của khí linh cùng lắm chỉ là sự phát triển ý thức của một đứa trẻ. Dương Bách Xuyên đã từng học được bài học từ những thứ này. Cho nên hôm nay trở mặt với linh hồn càn khôn cũng không phải là do hắn bốc đồng. Bởi vì trong lòng luôn phải suy nghĩ về vấn đề này, nên có đôi lúc gặp nguy. Hiểm hắn phải cầu cứu linh hồn càn khôn, chủ nhân đi cầu cứu người hầu là đạo lý gì đây? Sự việc hôm nay hắn mây mưa với cảnh sán lại bị linh hồn càn khôn và con chim lắm lông nhìn trộm, chính là ngòi nổ khiến Dương Bách Xuyên quyết tâm đưa ra quyết định. Bây giờ cuối cùng cũng nên ngả bài. Một là hôm nay hắn hoàn toàn khống chế bình càn khôn, hai là đồng quy vô tận. Hơn nữa, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, chưa chắc sự thất bại sẽ là kết quả của việc mạo hiểm. Đúng là quyền khống chế của hắn đối với bình càn khôn có phần hạn chế, nhưng có một việc hắn nắm giữ quyền chủ động toàn bộ. Đó chính là hắn có khế ước huyết tế với bình càn khôn. Đây chính là sức mạnh. Một khi linh hồn càn khôn muốn tạo phản, hắn có thể phá hủy bình càn khôn. Cho nên thứ hắn nắm giữ chính là tử huyệt của bình càn khôn. Chỉ là trước đây hắn luôn có tâm lý bí ẩn đối với bình càn khôn nên không dám mạo hiểm. Nhưng bây giờ, khi phân tích ra được mấu chốt của vấn đề, nhìn linh hồn càn khôn biến thành hoa văn thái cực đồ trắng đang dao động không ngừng, Dương Bách Xuyên biết lần này mình ngả bài được rồi. Có thể trong đó có mặt lợi và hại, mà linh hồn càn khôn vẫn chưa nghĩ thấu đáo mà thôi. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một khí linh ý thức, cũng không phải là linh trưởng của vạn vật, hơn nữa còn là một thể ý thức khí linh không thuần thục trong tư tưởng. Chỉ là trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, sau đó nảy sinh ý tưởng điên rồ muốn nghịch thiên cải danh, đồng thời cũng rơi vào con đường tẩu hỏa nhập ma sâu thẳm mà không có cách nào tự kiềm chế để thoát ra khỏi ý thức. Thường cảm mà thôi. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, hắn nhìn thái cực đồ âm dương do linh hồn càn khôn hóa thành tiếp tục xoay tròn chấp động, rõ ràng nó đã bị cuốn vào chấn động rất lớn. Cũng không nói thêm lời nào nữa. Dương Bách Xuyên biết tử huyệt của linh hồn càn khôn đã bị bản thân mình chọc trúng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy linh càn khôn muốn bạo phát, thái cực đồ âm dương lấp lánh quang mang. Đồng thời,
một giọng nói kích động tràn ngập tức giận truyền đến, ngươi. Ngươi nói bậy, ta đã là thể ý thức có suy nghĩ rồi, ta là một phần tử của sinh linh vạn vật, ta chỉ muốn phản vệ và chiếm đoạt ngươi, ta là một sinh linh chân chính, ta sẽ giết ngươi. Không thể nào, không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến bản thân Dương Bách Xuyên cũng ngơ, ngác. Hắn không hề di chuyển, chỉ nhìn thấy hoa văn thái cực đồ âm dương do linh hồn càn khôn biến thành đang bạo phát quang mang và lập tức bao phủ về phía hắn. Quang mang một đen một trắng bạo phát và chiếu vào người hắn. Lúc đầu hắn cũng nhảy ra, vốn muốn liều mạng dứt khát phá hủy khế ước huyết tế giữa hắn và bình càn khôn, nhưng ai ngờ lúc hắn còn chưa kịp động niệm trong đầu thì linh hồn càn khôn đã phát ra tiếng thét thảm thiết. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang lên. Bùm! Hoa văn âm dương hoàn toàn nổ tung, khí tức đen trắng tách ra, khuếch tán ra ngoài, lập tức khuấy đảo toàn bộ không gian trong bình càn khôn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắc khí trầm xuống, bạch khí bắt đầu bay lên trời, lan rộng ra toàn bộ không gian. Khuếch tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong không gian của bình càn khôn, tình huống trong trạng thái hỗn loạn ban đầu lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng. Sương mù hỗn loạn dần dần tan biến. Không gian ban đầu không lớn lắm nhưng lúc này đã nhanh chóng mở rộng. Một thế giới hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện trước mắt Dương Bách Xuyên. Đầu óc Dương Bách Xuyên Đúng lúc này, một số thông tin đã xâm nhập vào tâm trí hắn. Đại đạo càn khôn, càn là trời, khôn là đất, càn khôn được tạo ra từ âm dương, đại đạo càn khôn là căn nguyên của mọi quy luật, vạn pháp đều là càn khôn, đại đạo đều là tạo hóa, đạo càn khôn, đạo khảm trong tâm. Đoạn này là Dương Bách Xuyên nói với chính mình, hoặc có thể nói là lúc này hắn mới lĩnh ngộ ra. Bí mật thực sự trong bình càn khôn thật ra là linh hồn càn khôn, hoặc có thể nói là thái cực đồ âm dương, đó là sức mạnh của đại đạo càn khôn, là sức mạnh mà chủ nhân thật sự tạo nên bình càn khôn đã để lại trong bình càn khôn. Chỉ là sau khi hình thành ý thức, lại làm cho chủ nhân là Dương Bách Xuyên không thể sử dụng được. Bây giờ sau khi thể ý thức bị hủy diệt, hai khí của càn khôn đã trở thành quy tắc duy trì và vận hành của thế giới này, mở ra một mảnh hỗn loạn và biến toàn bộ không gian trong bình càn khôn thành một thế giới thực. Nó đã biến thành một thế giới không gian rộng lớn mà trước mắt đã có núi có sông và có bán kính khoảng 1 triệu dặm. Hơn nữa, lúc này có 3 lồng khí xâm nhập vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên. 3 luồng khí này tới từ cây ngũ lôi ở núi Ngũ Lôi, cây mẹ ở núi Linh Đào và đá sinh mệnh. Khoảnh khắc nó tiến vào cơ thể, Dương Bách Xuyên biết đây chính là pháp tắc. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thật sự hiểu rõ, thần điện chính là trung tâm của bình càn khôn. Ngay sau đó, hắn bước vào bên trong thần điện. Nơi này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bởi vì lúc này hắn mới rõ thần điện càn khôn là nhân tố quyết định, là trung tâm. Trước kia càn khôn chi linh đã giấu giếm hắn, không cho hắn tiếp xúc với bí mật chân chính của thần điện càn khôn. Nhưng ý thức của càn khôn chỉ linh tan biến, đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ bên trong bình càn khôn đã được bỏ lệnh cấm. Đương nhiên Dương Bách Xuyên có thể biết được điểm then chốt. Bên trong thần điện còn có một càn khôn khác. Quả nhiên, sau khi Dương Bách Xuyên bước vào, thần điện không còn giống với lúc càn khôn chỉ linh triệu hoán hắn vào, nơi này đã có khác biệt rất lớn. Rõ ràng trước kia, thần điện càn khôn rất bình thường, không có đồ vật gì, bên trong chỉ là một đại điện trống trải. Nhưng lần này khi tiến vào, hắn phát hiện nơi này đã có thay đổi. Giống như bước vào một không gian mộng ảo, là hư không cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng lại giống như một tiên cảnh. Không gian vô cùng kỳ diệu. Không hề liên quan gì tới đại điện, nơi này là một không gian đầy ảo mộng. Ngoài ra còn có 3 cảnh vật bắt mắt nhất. 2 ngọn núi và 1 cái hồ. Một ngọn núi nhìn qua đen như mực nhưng trên đỉnh lại có một cái cây ngũ ngọn núi kia phủ đầy hoa đào nở rộ nhưng chỉ có một cây hoa đào khổng lồ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một hòn đá xanh biếc ở hồ nước. Cảnh tượng huyền ảo này vô cùng quen thuộc. Kia chẳng phải cây Tử Vân Ngũ Lôi, núi Linh Đào và hồ Long Ngư sao? 3 thứ này được xuất hiện dưới trạng thái như hình chiếu trong bình càn khôn. Nhìn kỹ. Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra chỗ không giống. Trong 3 hư ảnh này, hắn nhìn thấy 3 năng lượng đang lóe lên, chỉ lớn bằng hạt đậu nhưng lại tản ra khí tức cường đại. Năng lượng ở cây Tử Vân Ngũ Lôi có màu tím, đá sinh mệnh có năng lượng màu xanh biếc còn gốc Linh Đào là màu hồng nhạt, tất cả chúng đều có kích thước cỡ hạt đậu nhưng năng lượng lại vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên Dương Bách Xuyên hiểu rõ. Hắn cũng có cảm ứng trong ngũ hành. Trong lòng chỉ cần một suy nghĩ là có thể điều động được sức mạnh ở trong 3 cỗ năng lượng này. Dương Bách Xuyên bắt đầu cảm ứng thử. Đầu tiên là cây Tử Vân Ngũ Lôi, sau khi ý niệm của hắn tiếp xúc với cỗ năng lượng màu tím lớn bằng hạt đậu, một tiếng răng rắc vang lên, sấm sét vang dội.
nhưng tia sấm sét này đã nổ vang toàn bộ không gian bình càn khôn. Chỉ là một thể năng lượng còn lại ẩn chứa sức mạnh ngũ lôi có uy lực cường đại như vậy, đây chính là căn nguyên của quy tắc lôi điện. Giờ phút này, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu được. Hơn nữa, xét trên phương diện ý nghĩa nào đó, hư ảnh bên trong thần điện càn khôn chính là hình ảnh phản chiếu của cây tử vân ngũ lôi ở không gian bình càn khôn, năng lượng màu tím ở đây là quy tắc của hạt giống. Cây tử vân ngũ lôi ở đỉnh núi ngũ lôi trong không gian càn khôn là thực vật, hạt giống pháp tắc được gieo trồng ở đây càng mạnh thì uy lực của sấm sét trên cây tử vân ngũ lôi càng cường đại. Sau đó hắn lại cảm nhận được năng lượng màu hồng nhạt đại biểu cho linh đào và màu xanh của đá sinh mệnh, kết quả giống nhau, chúng đều là hạt giống pháp tắc. Hạt giống pháp tắc thuộc về thế giới trong bình càn khôn, đây là một thể năng lượng cường đại, cũng chính là sức mạnh căn cơ của thế giới này. Hạt giống pháp tắc của cây tử vân ngũ lôi mang năng lượng lôi điện, hạt giống của linh đào mang thuộc tính mộc, đá sinh mệnh đương nhiên sẽ có pháp tắc là sinh mệnh. Ba loại hạt giống pháp tắc khác nhau đều được nuôi dưỡng trong thần điện càn khôn. Khi biểu hiện ra bên ngoài không gian bình càn khôn, ba loại báu vật đã được ra đời, đó là cây tử vân ngũ lôi, nước sinh mệnh và linh đào. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, ba hạt giống này sẽ không ngừng lớn lên, bình càn khôn cần năng lượng để mạnh hơn, giống như trước kia, sau khi bình càn khôn cắn nuốt sức mạnh thì sẽ thay đổi, xuất hiện các loại bảo vật như nước sinh mệnh, linh đào, cây tử ngũ lôi. Chuyện này như được ngầm hiểu, hơn nữa thần điện càn khôn còn có một vài nơi, nhìn qua giống như vị trí mà những năng lượng khác sẽ xuất hiện. Bởi vì vị trí của ba năng lượng trước mặt kia rải rác, khoảng cách xa nhau, nhìn giống như trên bàn cờ. Hiện tại thần điện càn khôn chính là bàn cờ đó, chỉ là mới có ba quân cờ xuất hiện, còn rất nhiều chỗ trống. Sau này sẽ xuất hiện thêm cái gì, Dương Bách Xuyên rất mong chờ, cũng thầm suy đoán. Nếu như có thể xuất hiện năng lượng pháp tắc thuộc tính mộc, vậy chứng minh ngũ hành pháp tắc cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là bình càn khôn cần phải hấp thu năng lượng cường đại thì mới được. Sau này hẳn phải tìm những năng lượng khác để bình càn khôn hấp thụ, để thần điện càn khôn không ngừng xuất hiện những hạt giống pháp tắc khác. Có thể tưởng tượng, mỗi lần xuất hiện thêm một pháp tắc, hẳn lại có nhiều thêm một năng lượng để sử dụng. Ba loại hạt giống pháp tắc trong thần điện càn khôn là nền móng của tu luyện, có bình càn khôn ở đây, hắn sẽ sử dụng được năng lượng của ba loại hạt giống trong thần điện. Đây là gốc rễ. Mặc dù hắn không thể cắn nuốt ba loại năng lượng trong thần điện càn khôn, nhưng vẫn sử dụng chúng được, đương nhiên dùng ít chắc là vẫn có thể. Sau khi không còn ý thức của càn khôn chi linh ngăn cản, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ những phúc lợi mà mình có thể sử dụng. Tóm lại, ý thức càn khôn chi linh biến mất, hắn mới thật sự trở thành chủ nhân của bình càn khôn, từ nay về sau hắn sẽ có thể dùng được năng lượng của bình càn khôn. Ngoại trừ thể năng lượng của hạt giống pháp tắc bên trong thần điện càn khôn, Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được một lực lượng cuối cùng như là một con dao hai lưỡi. Cũng là bí mật lớn nhất của bình càn khôn. Đó là sức mạnh của thần điện. Bình càn khôn sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện một thần điện. Nếu như đã được gọi là thần điện thì chắc chắn sẽ có lý do nào đó. Khi ý thức bao quanh toàn bộ thần điện càn khôn, hắn phát hiện thần điện ẩn chứa sức mạnh, cỗ sức mạnh này mang lại cho hắn cảm giác như có thể hủy diệt mọi thứ. Hắn thử điều động nhưng lại run. Hắn biết nếu mình liều mạng thì vẫn có thể, nhưng như vậy sẽ tổn hại bản thân. Vậy nên hắn không dám động nhiều tới sức mạnh của thần điện càn khôn. Cỗ sức mạnh này chỉ có thể dùng như một con át chủ bài để cứu mạng. Nếu không tới bước đường cùng thì hắn sẽ không sử dụng tới. Ra khỏi thần điện càn khôn, Dương Bách Xuyên nhìn thế giới càn khôn hàng trăm vạn dặm, cuối cùng hắn cũng có được cảm giác hãnh diện. Bắt đầu từ bây giờ, hắn mới thật sự trở thành chủ nhân của bình càn khôn. Chỉ bằng một ý nghĩ, thế giới càn khôn hàng trăm vạn dặm đã ở trong đầu hắn. Trong lòng có một loại cảm giác thần thánh. Bên ngoài trăm vạn dặm kia là rào chắn và giới hạn vô hình. Ý niệm phá vỡ rào chắn, chính là ngoại giới. Dương Bách Xuyên thu lại những suy nghĩ của mình để chuẩn bị ra ngoài, bởi vì hắn cảm nhận được một phần ý thức của ma thần đã vào trong đại điện của huyết quan. Bình càn khôn có mối liên hệ chặt chẽ với hắn. Mặc dù hắn đang ở trong bình càn khôn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tình hình bên ngoài. Lúc này, Lạc Dương mang ý thức của ma thần đã vào trong huyết quan và đang tìm kiếm hắn, hoặc nói đúng hơn là tìm chứng côn bằng. Ngay sau đó, chứng côn bằng xuất hiện trong tay hắn, chỉ một ý nghĩ. Hắn đã xuất hiện bên trong đại điện huyết quan. Hiện tại ra ngoài, hắn đã không còn sợ ý thức ma thần nữa. Huống chỉ ý thức ma thần lại giống như những gì quả đen nói, huyết tế luyện hóa đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, thể lực yếu đi rất nhiều, cho dù đối phương không hao tổn thì Dương Bách Xuyên vẫn tự tin có thể trấn áp được nàng A.
Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện đã bị ý thức ma thần phát hiện. Đối phương lập tức hô lên, ngươi không chết. Ha ha, tiểu gia còn chưa dạy cho ngươi một bài học, sao có thể chết được. Ngay khi ý thức ma thần đang đứng người, chứng côn bằng trong tay Dương Bách Xuyên đã phát ra hàng vạn tia sáng vàng. Bây giờ nàng ta có muốn chạy cũng không thoát được. Hừ, còn đại thần, tiểu gia đây cho ngươi biết ai mới là đại thần. Dương Bách Xuyên xuống tay càng thêm tàn nhẫn. A, ngươi là đại thần. Cuối cùng ý thức ma thần cũng sợ hãi. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề lay động, lần này hắn phải tiêu diệt ý thức ma thần này mới được. Đừng, giọng nói yếu ớt truyền ra từ miệng Lạc Dương. Dương Bách Xuyên thở dài, biết kiểu gì cũng thành ra như vậy. Sau khi ý thức ma thần bị trấn áp tâm vài phút, Dương Bách Xuyên nhìn thấy màu đỏ trong mắt nàng ta dần rút đi, thay vào đó là màu đen bình thường của con ngươi. Chim mất dậy đã nói từ trước rằng kết quả cuộc chiến giữa ý thức ma thần và ý thức của Lạc Dương chỉ có một, đó là cắn nuốt lẫn nhau, chứ không có chuyện một phương tiêu tán. Hắn rất muốn tìm cách nào đó để ý thức ma thần trực tiếp tan biến, nhưng không làm được, bởi trong quá trình trấn áp, mỗi khi ý thức ma thần không còn sức chống lại sức mạnh của chứng côn bằng, nó sẽ tự động trốn ngược xuống nơi sâu nhất dưới biển ý thức của Lạc Dương. Cùng lúc này, ý thức của Lạc Dương sẽ trồi lên, chiếm quyền chủ đạo. Và hiển nhiên, hiện tại người đang nắm giữ quyền điều khiển là ý thức của Lạc Dương. Thế là Dương Bách Xuyên chỉ đành dừng tay, mà không dừng cũng không được, còn tiếp tục nữa thì người bị thương sẽ là ý thức của Lạc Dương, và đó không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Bởi mục tiêu của hắn là cứu Lạc Dương, nhưng với tình hình hiện tại thì đó là một nút chết, và chuyện có gỡ được nút thắt này hay không phụ thuộc hết vào bản thân Lạc Dương. Hay, Dương Bách Xuyên thở dài, nhìn Lạc Dương nói, trước đó ta cứ nghĩ có thể giúp ngươi, nhưng giờ xem ra, vẫn không được, tạm thời chỉ có thể trấn áp ý thức ma thần thôi. Cảm ơn, người đã giúp ta rất nhiều, chỉ cần thành công trấn áp được ý thức. Ma thần trong biển ý thức, linh hồn của nó sẽ không thể mạnh lên, nghĩa là tôi vẫn có cơ hội cắn ngược lại nó. Lạc Dương đứng dậy, cảm tạ Dương Bách Xuyên. Nếu cô nương có thể điều khiển quan tài máu, vậy chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây, chứ đợi lát nữa ý thức ma thần lại trỗi dậy thì nguy, ta không muốn bị ả mang đi huyết tế rồi luyện hóa lần nữa đâu. Dương Bách Xuyên nhìn Lạc Dương, nói. Được, ta biết pháp quyết để ra khỏi đây. Lạc Dương gật đầu, lập tức cử động hai tay, trận pháp trong đại điện đặt quan tài máu bắt đầu khởi động, bên trên xuất hiện cửa ra, sau đó, hào quang màu đỏ lóe lên, hai người đồng thời biến mất. Lúc cả hai xuất hiện trở lại, họ phát hiện mình đang đứng trong một sơn động, còn quan tài máu to lớn thì nằm trong một con suối nồng nặc ma khí. Dương Bách Xuyên nhìn Lạc Dương, để đề phòng bất trắc, ta sẽ phong ấn cỗ quan tài máu này lại, ngươi thấy sao? Mặc dù quan tài máu thuộc về ý thức ma thần, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn hỏi ý kiến Lạc Dương. Ta đồng ý, trong cỗ quan tài máu này chỉ toàn ma khí, còn ta lại là tu tiên giả, hai bên xung khắc với nhau, để ngươi bảo quản nó cũng tốt, tránh cho sau này nó tái xuất lại gây ra hỗn loạn không đáng có. Lạc Dương đáp. Dương Bách Xuyên gật đầu, thu quan tài máu vào túi, dù sao thì Lạc Dương cũng đã nói, cỗ quan tài máu tai ác này cũng chẳng có ích gì, vậy hắn sẽ mang về cho mấy đồ đệ của mình sử dụng, đúng lúc hẳn đang lo không có bảo bối phù hợp đưa cho Mông Điềm. Với quỷ tu thì cỗ quan tài máu hoàng tuyền này là thứ thích hợp nhất, dù là dùng để tu luyện hay xem như pháp khí mà sử dụng cũng đều được, không thành vấn đề. Tới đây, bầu không khí hơi lắng xuống, kỳ thật Dương Bách Xuyên luôn ở trong trạng thái cảnh giác tột độ với Lạc Dương, vì hắn sợ ý thức ma thần trong người nàng ta sẽ nhân lúc hắn không đề phòng mà tỉnh lại, sau đó ra tay ám sát hắn, nên hắn có hơi sợ nàng ta. Đương nhiên, nếu hai bên quyết một trận đường hoàng, chưa chắc Dương Bách Xuyên đã sợ, ít nhất thì tất cả bày rõ ra trước mắt. Hắn chỉ sợ những trường hợp không xác định như vậy, bởi ý thức ma thần có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, không cần cảm ơn, ta từng nói với ngươi rằng giữa ta và ngươi có mối quan hệ sâu xa đó, ngươi có nhớ không? Ta biết ngươi đã gia nhập chỉ nhánh tiên minh luyện tạo của bọn ta ở thành Tiên Đan, chẳng lẽ ý ngươi là mối quan hệ này? Lạc Dương hỏi. Dương Bách Xuyên lắc đầu, không phải chuyện đó, gia nhập chi nhánh tiên minh luyện tạo ở thành Tiên Đan chỉ là tình cờ thôi, hiện tại, ta có một chuyện muốn hỏi, hy vọng ngươi có thể trả lời đúng sự thật. Lạc Dương nhìn Dương Bách Xuyên, ở trong mắt cô, thời gian tu hành của chàng thiếu niên tóc bạc phơ này không quá dài, cao nhất cũng chỉ tầm 4.000 năm đổ lại, vậy mà đã đạt tới cảnh giới hỗn nguyên sơ phẩm. Dù là trên tiên giới thì người sở hữu tu vi cao cường như vậy cũng rất hiếm thấy, thế nên sao mà nàng ta không tò mò về Dương Bách Xuyên cho được. Lúc trước Lạc Dương chỉ nghe nhóm Đinh Hòa Bình nói qua vài thông tin đơn giản về Dương Bách Xuyên, chứ những chuyện sâu hơn thì nàng ta không biết. Giờ nghe Dương Bách Xuyên nói,
có vẻ giữa hai người vẫn còn mối liên hệ sâu xa nào đó, điều này khiến Lạc Dương càng thêm tò mò. Nàng ta dám chắc trước kia mình chưa từng gặp Dương Bách Xuyên. Nhưng từ thái độ của Dương Bách Xuyên thì hình như hắn đã quen biết nàng ta từ rất lâu, và lạ thay, trong lòng Lạc Dương cũng có cảm giác tương tự, nàng ta cảm thấy Dương Bách Xuyên rất thân quen, tựa như một người mình quen biết nhiều năm vậy. Nhưng Lạc Dương có thể khẳng định trước giờ mình chưa từng nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Có điều, nếu Dương Bách Xuyên đã nhắc lại tận hai lần, vậy nàng ta cũng rất vui lòng nghe thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Lạc Dương nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc hỏi, trước kia chúng ta từng gặp nhau hả? Dương Bách Xuyên như đoán được suy nghĩ trong đầu Lạc Dương, cười bảo, chưa từng gặp, nhưng... có thể sợi dây liên kết giữa ta và sư phụ của ngươi vô cùng sâu sắc đấy. Dương Bách Xuyên vừa nói hết câu, mặt mày Lạc Dương lập tức biến sắc, thái độ biết ơn vì Dương Bách Xuyên đã cứu mạng mình cũng tức tốc tan biến không còn lại chút gì, thậm chí còn lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Trước giờ Lạc Dương rất ít khi nhắc tới sư phụ trước mặt người ngoài, thậm chí các đại sư ở chỉ nhánh thành tiên đan như nhóm Ninh Hòa Bình cũng không biết, thế mà Dương Bách Xuyên lại bảo có quan hệ sâu sắc với sư phụ mình. Sư phụ nàng ta là người nào? Một hỗn nguyên đạo tiên nhỏ bé như Dương Bách Xuyên mà cũng có tư cách quen biết. Quan trọng nhất là Lạc Dương biết các sư phụ đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm ở tiên giới, thế nên nàng ta tuyệt đối không thể lơ là. Hơi thở cường đại tỏa ra từ người Lạc Dương, che kín đỉnh đầu của Dương Bách Xuyên không chút nương tình, có thể nói Dương Bách Xuyên lúc này đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm, như thể nếu ngươi không đưa là được lời giải thích hợp lý, bà đây sẽ trở mặt liền cho ngươi xem. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không để trong lòng chuyện Lạc Dương thay đổi 180 độ, vì hắn biết Lạc Dương đang nghĩ gì trong lòng, bèn cong môi cười, đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ từ từ kể hết cho ngươi nghe mà. Đầu tiên, ta có thể khẳng định bản thân không hề ôm ý xấu gì với ngươi, thứ hai, về mối liên hệ sâu xa giữa ta và sư phụ ngươi mà ta nói ban nấy, kỳ thật cũng chính là điều ta muốn xác minh lại với ngươi ngay sau đây. Ngoài ra, lý do lần này ta mạo hiểm cả tính mạng, chạy tới thành trấn của ma tộc để tìm ngươi, hay đúng hơn là cứu ngươi, cũng là vì nể mặt sư phụ ngươi, thế nên mới mặc kệ hiểm nguy như vậy. Xét từ điểm này, có thể thấy ta hoàn toàn không có ý đồ gì với ngươi, ban nấy a nói giữa chúng ta có quan hệ sâu xa, ta hy vọng ngươi sẽ không hiểu sai hai chữ sâu xa này. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là khả năng cao giữa hai ta có quan hệ thân thích, như vậy ngươi đã thấy yên tâm hơn chưa? Ngoài ra, ta mong rằng ngươi sẽ trả lời đúng sự thật những câu hỏi kế tiếp của ta, dù có là vì nể tình ta đã cứu tính mạng ngươi cũng được, tuyệt đối đừng nói dối, bởi chuyện đó vô cùng quan trọng với ta, cũng rất quan trọng với ngươi sau này. Đừng thấy lạ, bởi tiếp sau đây ta muốn xác nhận quan hệ sâu xa giữa ta, ngươi và sư phụ ngươi, việc này sẽ quyết định ta có nên tiếp tục chăm sóc cho ngươi hay không. Nghe Dương Bách Xuyên kể xong, Lạc Dương cũng chậm rãi bình tĩnh lại, đúng như những gì Dương Bách Xuyên nói, trước hết, người ta là ân nhân cứu mạng của mình, chuyện này là sự thật, không thể chối cãi. Thế nên hẳn Dương Bách Xuyên sẽ không hại mình, nghĩa là hắn cũng không phải kẻ thù của sư phụ, bởi nếu là kẻ thù của sư phụ, tuyệt đối không có chuyện Dương Bách Xuyên mạo hiểm tính mạng cứu nàng ta. Được, người hỏi đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Lạc Dương gật đầu với Dương Bách Xuyên. Có lẽ mọi chuyện không hề phức tạp như những gì nàng ta tưởng tượng. Sư phụ nàng ta là ai? Là người mà Lạc Dương vô cùng sùng bái, là một cường giả hàng đầu, thế nên không cần lo lắng nhiều, bởi Dương Bách Xuyên chỉ là một hỗn nguyên đạo tiên thôi, chưa đủ trình uy hiếp đến sự an toàn của sư phụ. Thế mới đúng chứ, đừng căng thẳng, xem như hai ta chính thức làm quen, nói vài câu trao đổi thông tin đơn giản thôi. Dương Bách Xuyên cười bảo, rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Dương, hỏi, sư phụ ngươi tên Tinh Thần Tử đúng không? Cả người Lạc Dương khẽ run, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nhưng ánh mắt Dương Bách Xuyên lại vô cùng trong trẻo, không có chút cảm xúc âm u nào khác. Thấy vậy, nàng ta gật đầu, như một lời khẳng định. Những gì hắn biết hẳn không khác biệt bao nhiêu. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có cảm giác tìm được tổ chức của mình. Chỉ cần có Lạc Dương ở đây, hẳn có thể tới được tổng bộ của Tiên Minh Luyện Tạo, tức là có thể tìm tới chỗ ông già. Nhìn bộ dạng đề phòng của Lạc Dương, Dương Bách Xuyên bật cười thành tiếng. Ta là sư thúc nhỏ tuổi nhất của con, là sư đệ của sư phụ con, cũng là sư đệ của sư thúc Tử Hà của con. Nghe vậy, Lạc Dương cười khẩy, nhìn Dương Bách Xuyên, nói, ha ha, sao? Ngươi không bảo mình là sư gia của ta luôn đi. Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm, rõ ràng cô nhóc này không tin hắn. Chẳng lẽ sư gia của ngươi không phải là sư phụ của ta? Dương Bách Xuyên hỏi. To gan, Lạc Dương trở mặt, quan niệm tôn sư trọng đạo ăn đã sâu vào tiềm thức của nàng ta. Hơn nữa trong trí nhớ của mình,
nàng ta chưa từng gặp mặt sư gia, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến lòng tôn kính của mình dành cho ngài ấy. Bởi vì sư phụ tinh thần tử của nàng ta từng dạy sư gia luôn được đặt lên hàng đầu. Ta khuyên ngươi không cần ăn nói vớ vẩn như vậy, vì ơn cứu mạng của ngươi nên ta không so đo với ngươi, nhưng không có lần sau. Lạc Dương lạnh lùng nói. Dương Bách Xuyên cười khổ, thầm mắng nhị sư huynh dạy dỗ đệ tử kiểu gì vậy chứ? Đến mức tôn kính sư phụ thối đến vậy hả? Còn không cho nói. Sau khi sư phụ thối gặp nạn, vài vị sư nương và các sư huynh sư tỷ đã hợp tác báo thù cho sư phụ. Cùng hợp lực xây dựng luyện tạo tiên minh. Nguyên nhân báo thù là sư phụ bị mấy kẻ đầu sỏ của tiên giới tính kế, đều là cấp tiên tôn, từ thế lực đến thực lực đều đứng hàng đầu. Cho nên toàn bộ đệ tử của luyện tạo tiên minh đều rất cảnh giác. Hiện tại Lạc Dương gặp phải Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên lại nhắc đến tỉnh thần tử, tự hào nên Lạc Dương không thể không cảnh giác. Nên Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý, dù sao hắn có rất nhiều cách chứng minh bản thân. Hắn hỏi Lạc Dương, người biết chuyện sư gia của ngươi, tức sư phụ của ta đã trở lại tiên giới từ hơn 1.000 năm trước không? Ha ha, sư gia của ta đã mất từ lâu, sao có thể trở lại tiên giới chứ? Rốt cuộc, ngươi là ai? Trong trí nhớ của Lạc Dương, sư phụ tỉnh thần tử cũng từng nói qua về chuyện của sư gia với nàng ta, nhưng lúc đó sư phụ cũng nói sư gia đã mất. Bây giờ Dương Bách Xuyên lại nói sư gia đã trở lại tiên giới từ 1.000 năm trước. Nói với nói vẩn. Nhưng nhìn bộ dáng của Dương Bách Xuyên không giống đang trêu đùa nàng a, cũng không có lý do gì để lấy chuyện này ra đùa. Trước kia nàng ta và Dương Bách Xuyên từng có ân oán. Nhưng chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến hắn còn có sư đệ. Nghĩ đến đây Lạc Dương tức giận nói, vớ vẩn, sư phụ ta chỉ có tổng ba sư huynh muội, hơn nữa sư gia của ta đã mất từ lâu, bây giờ ngươi lại bịa đặt ra chuyện này, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Dương Bách Xuyên thấy Lạc Dương tức giận như vậy, hắn không dám kích thích nàng ta, nhỡ may kích thích ý thức ma thần ra thì hỏng chuyện. Hắn vội nói, được rồi, ta nói thẳng, ngươi đừng gấp, nghe xong ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Đầu tiên ta là người hạ giới phi thăng lên tiên giới, thật sự là tiểu sư thúc của ngươi. Bởi vì ta và sư phụ Vân Thiên Tà có cơ duyên thầy trò ở hạ giới. Sư phụ thu ta làm đệ tử quan môn, đứng hàng thứ tư. Có lẽ trong trí nhớ của ngươi, sư phụ đã mất, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, sư phụ là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, sao dễ dàng chết như vậy được. Cho nên ông ấy vẫn còn sống, bởi vì một vài nguyên nhân lưu lạc dưới hạ giới, nhận ta làm đệ tử quan môn. Đây là lý do ngươi không biết ta. Tiếp theo là đại sư huynh Vân Trường Sinh của ta, hơn 2.000 năm trước đã phi thăng tiên giới, không biết ngươi đã gặp huynh ấy chưa? Nếu ngươi vẫn luôn bị trấn áp ở thành ma, vậy chắc hẳn ngươi chưa từng gặp đại sư bá Vân Trường Sinh của ngươi. Nghe đến đây, đáy lòng của Lạc Dương hơi dao động, đúng là hơn 2.000 năm trước nàng ta đang ở thành Thiên Đan. Hơn 1.000 năm sau lại bị nhốt ở thành của ma tộc, tính ra đã hơn 3.000 năm rồi nàng ta chưa gặp sư phụ, không đến tổng bộ. Hơn nữa tên của đại sư bá là Vân Trường Sinh, sư phụ tỉnh thần tử từng nói cho nàng ta. Tiếp theo Dương Bách Xuyên nói Vân Thiên Tà chưa chết mà đi xuống hạ giới, nhận hắn là đồ đệ, nghĩ lại thì chuyện này cũng có khả năng. Sư gia Vân Thiên Tà đúng là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, ở trong lòng của Lạc Dương, ông ấy giống như thần linh vậy, nên chuyện ông ấy còn sống rất bình thường. Dương Bách Xuyên còn biết tên của sư gia. Lúc này Lạc Dương đã bình tĩnh lại rất nhiều nhưng không nói gì, nghe Dương Bách Xuyên tiếp tục kể. Dương Bách Xuyên nói tiếp, sư phụ ngươi tên Tinh Thần Tử, có một tông môn tên là Tinh Thần Môn ở tu chân giới, tiểu sư thúc của ngươi tên là Tử Hà. Hơn nữa sư phụ thối đã về tiên giới hơn 1.000 năm trước, chắc hẳn đã đến tổng bộ cửu trọng thiên tiên minh luyện tạo, mà ta cứu ngươi là vì biết ngươi là đệ tử của nhị sư huynh của ta. Nếu không tại sao ta phải mạo hiểm vì một người ngoài? Giờ ngươi đã tin ta là tiểu sư thúc của ngươi chưa? Nghe xong Lạc Dương cẩn thận suy nghĩ, mọi thứ đều đúng. Nhưng Lạc Dương cũng biết có một thứ chính xác hơn, đó là truyền thừa sư môn. Liếc nhìn Dương Bách Xuyên, Lạc Dương nói, sư gia đã truyền một thần thông cho đại sư bá, sư phụ và tiểu sư thúc Tử Hà. Ta là đệ tử thần truyền của sư phụ nên cũng tu hành, mời ngươi chứng minh truyền thừa đó. Dương Bách Xuyên cười nói, ngươi đang nhắc đến thần thông thập nhị chí tôn. Lạc Dương run rẩy, lúc này đã tin hơn nửa. Bởi vì nàng ta biết thần thông thập nhị chí tôn chính là thần thông độc truyền do sư gia Vân Thiên Tà tự sáng tạo, không phải đệ tử dòng chính cũng sẽ không biết. Đúng vậy, mời ngài triển lãm một chút, trong vô thức Lạc Dương đã dùng kính xưng. Nếu Dương Bách Xuyên thi triển được thần thông thập nhị chí tôn, vậy chứng tỏ hẳn là tiểu sư thúc của mình. Mọi chuyện hắn nói đều là thật, nhìn kỹ, Dương Bách Xuyên cười nói, thập nhị chí tôn tầng thứ nhất,
kim cương ấn, pháp tướng kim thân xuất hiện cao hơn 9 mét. Nếu không phải trong sơn động có hạn thì còn có thể cao hơn nữa. Lạc Dương há hốc mồm. Đây chính là pháp môn thần thông thập nhị chí tôn chân chính, pháp tướng kim thân, hơi thở giống hệt sư phụ tinh thần tử. Lạc Dương lập tức quỳ gối, đệ tử Lạc Dương, sư thừa là tinh thần tử, xin bái kiến sư thúc. Dương Bách Xuyên cười thu hồi pháp tướng kim thân, đỡ Lạc Dương dậy, đúng là không dễ dàng, nhà đầu nhà ngươi lăn lộn sư thúc thật đấy, cuối cùng cũng tin ta. Xin sư thúc tha lỗi cho sự vô lễ của đệ tử, cũng do tiên minh luyện tạo chúng ta chiến đấu với ba thế lực đầu sỏ ở tiên giới suốt mấy ngàn năm, cho nên không thể không cẩn thận. Lạc Dương xin chịu mọi hình phạt của sư thúc. Lúc này Lạc Dương hoàn toàn tin Dương Bách Xuyên chính là tiểu sư thúc của mình, không thể sai được, thần thông thập nhị chí tôn, không phải thân truyền của sư gia thì không học được. Ngay cả đệ tử đời thứ ba như bọn họ cũng chỉ được nhìn, sư phụ từng nói không có sự đồng ý của sư gia, sẽ không truyền thụ thần thông thập nhị chí tôn cho đệ tử đời thứ ba. Thật ra trong lòng người nào đó rất sung sướng, một hỗn nguyên như hắn lại có thể chỉ dẫn một tiên quân như Lạc Dương, thậm chí bây giờ hắn còn không nhìn rõ tu vi của Lạc Dương. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, Lạc Dương run rẩy, tình huống của nàng ta rất đặc thù nên nàng ta cũng không biết bây giờ nên làm gì cả. Nhưng sư thúc đã hỏi vậy tức là có hy vọng, tuy sư thúc là hỗn nguyên, nhưng lại là đệ tử quan môn của sư gia Vân Thiên Tà, chắc chắn có chỗ độc đáo, có khi có biện pháp. Xin sư thúc chỉ dạy. Lạc Dương khom lưng. Dương Bách Xuyên đương nhiên hiểu rõ tình hình của Lạc Dương, rất nguy hiểm nhưng cho dù có muốn giúp thì cũng phải hỏi ý kiến nàng ta. Thấy Lạc Dương cầu mình, lòng hư vinh của Dương Bách Xuyên vô cùng thỏa mãn. Tốt xấu gì bây giờ hắn cũng là sư thúc của người ta, hơn nữa còn là kiểu sư thúc của người có tu vi không tầm thường, tiên quân thậm chí là tiên vương. Cảm giác quả nhiên không tệ. Hắn ho khan một tiếng, ra vẻ từng trải nói, trước tiên nói sơ qua tình hình tu vi hiện tại. Cộng thêm việc vì sao ngươi lại chạy tới thành ma tộc. Ngươi có thể tự áp chế được ý thức ma thần trong cơ thể. Thời gian áp chế kéo dài trong bao lâu? Hồi bẩm sư thúc, tu vi hiện tại của đệ tử đã đạt tới tiên vương sơ cảnh, năm đó chạy tới thành ma tộc là bởi vì đã bị ý thức ma thần triệu hoán, bao gồm đệ tử tới phụ trách việc ở thành tiên đan. Nhưng không ngờ ta lại là ý thức ma thần chuyển kiếp, nếu không nhờ sư thúc dẫn người tới cứu giúp, trong vòng một năm, đệ tử sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt, trở thành ma thần thực sự. Tình huống của đệ tử bây giờ coi như ổn định, chuyện này cũng nhờ có sư thúc khiến ý thức ma thần bị thương nặng ở trong huyết quan, ban ngày thì ta có thể áp chế được ý thức ma thần, nhưng tới đêm thì âm khí quá nặng, không thể áp chế được. Khi đó ý thức ma thần sẽ chiếm lấy cơ thể ta. Vẻ mặt của Lạc Dương đau khổ, nàng không ngờ mình lại là một ma thần chuyển kiếp, bây giờ bị bản tôn triệu hoán, muốn dung hợp để thành ma, đây không phải điều mà nàng muốn. Nhưng vận mệnh lại thích trêu ngươi. Dương Bách Xuyên nghe xong thì rất ngạc nhiên, hắn không nhịn được nói, tức là, thời gian của ngươi chia làm hai phần, ban ngày thì ngươi nắm giữ, còn tới đêm là do ý thức ma thần chiếm. Lạc Dương cười khổ đáp, đúng vậy sư thúc, xin sư thúc chỉ điểm, liệu có cách nào hóa giải ý thức ma thần, ta và ý thức ma thần là một thể, nhưng ta muốn đi con đường riêng của mình, có ý thức riêng của ta, không muốn bị ma thần cắn nuốt. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên gặp phải tình huống này, thật ra hắn chẳng hiểu gì cả. Hiểu biết của hắn đều là do chim thần ma nói cho. Lúc này, hắn triệu hoán chim thần ma từ trong bình càn khôn ra. Chim thần ma được xưng là chim thần đệ nhất tam giới, hiện tại Dương Bách Xuyên tin nó. Đối phó với ý thức ma thần, cũng chỉ có chim thần ma mới có thể đưa ra được cách. Sau khi chim thần ma xuất hiện, nhìn thấy Dương Bách Xuyên, lần đầu tiên trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì trước đó, chim thần ma biết Dương Bách Xuyên đã giết chết càn khôn chỉ linh. Mặc dù không biết Dương Bách Xuyên và Càn Khôn Chỉ Linh đã xảy ra chuyện gì, nhưng chim thần ma biết Càn Khôn Chỉ Linh đã bị Dương Bách Xuyên diệt. Chim thần ma cũng không quá hiểu rõ về Càn Khôn Chỉ Linh, nhưng có thể cứu được chim thần ma đệ nhất tam giới như nó thì chắc chắn không phải linh khí đơn giản, vậy mà Dương Bách Xuyên nói diệt là diệt. Vậy nên khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên lần nữa, biểu cảm đầu tiên của nó là sợ hãi. Dứt khoát trả lời Dương Bách Xuyên cách giải quyết chuyện của Lạc Dương. Không thay đổi nhiều so với trước kia, bản chất linh hồn của bản tôn và thần hồn của nàng ta là cùng một nguồn gốc, sớm muộn gì cũng sẽ dung hợp lại với nhau, chỗ khác biệt là ý thức ma thần sẽ dung hợp cắn nuốt Lạc Dương hay là Lạc Dương sẽ dung hợp ma thần. Ai thắng thì người đó sẽ làm chủ, hiện tại mặc dù ý thức của bọn họ một người chiếm ban ngày một người ban đêm, đạt tới trạng thái cân bằng, nhưng chỉ đến thế thôi, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi số mệnh. Lạc Dương muốn sống thì phải dựa vào bản thân nàng ta, chỉ có trở nên cường đại. Dung hợp cắn nuốt ý thức ma thần thì nàng mới có thể sống tiếp.
Người có thể nói cho nàng ta, trong thời gian ý thức của nàng ta chủ đạo thì cố gắng nghĩ cách nâng cao tiên hồn cường đại thì Lạc Dương sẽ có thể cắn nuốt ý thức ma thần. Ngược lại cũng như vậy, nếu ý thức ma thần mạnh lên thì Lạc Dương sẽ nguy hiểm, ngày đêm đều phải cân bằng, kìm hãm nhau, hiện tại hai bên đều cần tranh thủ thời gian, trong tay ngươi có chứng côn bằng trấn áp được ý thức ma thần, tạm thời phải để Lạc Dương bên cạnh ngươi, nếu không rất dễ mất khống chế, bị ma thần ảnh hưởng, các người sẽ không tưởng tượng được thủ đoạn của ma thần đâu. Chuyện này không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng, có ngươi ở bên cạnh, nàng sẽ chiếm thế thượng phong, bởi vì ngươi có thể dùng chứng côn bằng để trấn áp ý thức ma thần bất cứ lúc nào, tiêu hao sức mạnh của nó. Đây là hy vọng cho Lạc Dương, điều kiện là nàng không được rời khỏi tầm mắt của ngươi. Với ngươi mà nói thì đây cũng là chuyện tốt, có một ma thần đi cạnh, nếu khống chế được thì đây sẽ là siêu cấp hộ vệ. Chim thần ma nói xong, Dương Bách Xuyên lâm vào trầm tư. Với hẳn mà nói, vốn dĩ định tiễn mớ phiền phức Lạc Dương này đi, chẳng hạn như đưa về tổng bộ cửu trọng thiên, khi đó sẽ có sư huynh, thậm chí là lão đầu tới giải quyết. Nhưng nghe xong ý của chim thần ma, không ai giúp được Lạc Dương cả, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng ta, vì nàng và ý thức ma thần vốn cùng một thể. Cũng chỉ có hắn mới giúp được nàng, bởi vì trong tay hắn có chứng côn bằng, khắc tinh của ý thức ma thần. Lần này, Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn phải mang theo quả bom bên người. Mỗi đêm ý thức ma thần sẽ thức tỉnh, kể từ bây giờ mang theo Lạc Dương bên mình, hắn phải canh chừng ý thức ma thần sau nửa đêm, nghĩ là thấy đau cả đầu. Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới siêu cấp hộ vệ như chim thần ma nói, cho dù có chứng côn bằng áp thế thủ đoạn của chứng côn bằng thì hắn cũng không dám sai khiến một ma thần. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn vừa mới nhận lạc. Dương chứ, nhưng là sư thúc của người ta thì phải làm tròn bổn phận của một sư thúc. Không thể không quan tâm được. Dương Bách Xuyên nói lại từng câu từng chữ của chim thần ma cho Lạc Dương, để nàng tự quyết định. Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, người tự chọn đi, quay về cửu trọng thiên hay tạm thời đi theo ta giúp người trấn áp ý thức ma thần. Sư thúc, ta chọn đi theo người, ta cũng cảm nhận được tình huống của bản thân, cho dù quay trở về tổng bộ thì sư phụ cũng chưa chắc đã có cách, ta biết rõ sự cường đại của ý thức ma thần, tu vi thực lực có mạnh cũng không thể giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bản thân ta, đây là số mệnh. Sau này làm phiền sư thúc rồi, Lạc Dương nói lựa chọn của mình cho Dương Bách Xuyên, nàng muốn đi theo hắn. Bỏ đi, ai bảo ta là sư thúc của ngươi chứ, nếu ta không quan tâm, sau này. Gặp sư phụ ngươi cũng không biết ăn nói thế nào, ngươi đi theo ta cũng tốt, chỉ ít thì ta có thể trấn áp ý thức ma thần, nhưng ngươi phải tiếp tục nỗ lực, tranh thủ thời gian ban ngày để đồng hóa cắn nuốt ý thức ma thần, làm chính bản thân mình. Dương Bách Xuyên nói, Lạc Dương chân thành đáp. Sư thúc, nếu như có một ngày ta không thể nào khống chế được bản thân, bị ma thần đồng hóa, xin sư thúc hãy giết ta. Ta rất rõ hậu quả khi ma thần xuất hiện, ta tu tiên đạo, không muốn bước vào ma đạo để thành ma, hy vọng sư thúc sẽ thành toàn. Mặc dù Lạc Dương rất ngạc nhiên khi thấy Dương Bách Xuyên có động thiên nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao thì sau khi thấy cảnh sán, trong lòng nàng có hơi phức tạp không nói nên lời. Xong xuôi, ba người một chim đi ra khỏi động. Dương Bách Xuyên tràn ngập chờ mong với tiên vực hỗn loạn. Một nơi hỗn loạn rất đúng ý hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.